Đây rồi, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc bom hàng, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con thắt lưng cá sấu nhá, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Thì bên shop sẽ có hai mẫu, một là mẫu thắt lưng dài như này. Các bác lên cho em là cắt thắt lưng cá sấu thường và một loại là cắt thắt lưng cá sấu ở trong hộp nhá. Đấy. Hai con thì nó đều như nhau thôi, nó chỉ khác nhau là một con là nó sẽ là trong hộp như này. Đấy, một con thì trong hộp như này thì các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Còn một con bình thường như này thì các bác có thể dùng trực tiếp luôn. Đó, thì các bác mua về mình dùng thì không cần phải hộp nữa. Thắt lưng cá sấu rất là đẹp luôn. Chất da thì siêu mềm mịn nhá, hàng cực kỳ đẹp. Quay rồi. Vừa quay hôm qua xong. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác nhá. Đây các bác này. Đó, các bác theo. Đấy, các bác nghe cái tiếng kêu của nó các bác đã thấy là thích rồi. Đó. Hàng xịn sò nó khác ngay các bác này. Đấy. Nghe cái tiếng kêu của nó các bác đã thấy là chất lượng rồi. Đó. Chất lượng từ đường kim mũi chỉ luôn nhá, từ đường kim mũi chỉ luôn, rất là đẹp, rất chất lượng. Mặt của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là mặt đúc liền như này, mặt đúc liền mạ vàng 18 carat và có hình con cá sấu nổi như này nhá, có hình con cá sấu nổi như này. Thì các bác lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp này, cá sấu hộp hoặc là cá sấu dài nhá. Đấy. Thì lên cho em là cá sấu hộp hoặc cá sấu dài. Cá sấu hộp thì sẽ là 140.000. Đấy, lên cho em là cá sấu hộp này. Đó. Cá sấu hộp này. Cá sấu hộp thì sẽ là 140k nhá, 140k. Còn thắt lưng cá sấu không này. Đấy. Cá sấu thắt lưng cá sấu dài nhá. Cá sấu dài thì giá của nó sẽ là 80k nhá, 80.000. Đấy thì nó chỉ có mỗi thắt lưng không thôi nhá. 80.000 là chỉ có một con thắt lưng không như này thôi các bác này. Nhưng mà cũng rất là đẹp, rất chất lượng nhá. Đấy. Hai con đều như nhau, nó chỉ khác nhau mỗi cái hộp thôi. Thì các bác có thể lấy dòng có hộp hoặc là thắt lưng dài tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là cá sấu hộp hoặc là cá sấu dài, hai mẫu đều như nhau, chất lượng như nhau rất là đẹp. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi. Đó, giá chỉ có 80.000 thôi. Còn bác lấy con hộp này thì giá của nó sẽ là 140.000, cá sấu hộp 140.000, cá sấu không hộp thì sẽ là 80k. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ ba thớt các bác nhá. Đấy, lên cho em là bộ ba thớt này. Bộ ba thớt kháng khuẩn các bác nhá. Đấy. Cái này thì nó sẽ là bộ ba thớt kháng khuẩn và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho ba cái thớt như này. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy. Giá chỉ có 60k thôi mà các bác nhận được tới là ba cái thớt này các bác này. Hàng cực kỳ dày dẫn, nó chắc chắn luôn. Đây. Có lên cho em là thớt kháng khuẩn 5D này. Đấy. Lên cho em là thớt kháng khuẩn nhá. Giá của nó sẽ là 60k. Lên cho em là bộ ba thớt kháng khuẩn nhá. Bộ ba này. Đó, bộ ba thớt kháng khuẩn đây, thớt kháng khuẩn này. Giá của nó sẽ là 60.000 cho ba chiếc thớt như này. Hàng thì cực kỳ chất lượng và xịn sò, đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái thớt liền luôn. Đó. Tha hồ các bác thoải mái sử dụng. Nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là một con nhỏ này, một con nhỡ và một con to. Đấy. Con to này thì kích thước của nó sẽ là 35 nhá, dài là 35. Đấy, còn con nhỏ này thì kích thước của nó sẽ là 30 và con nhỏ nhất này thì kích thước của nó sẽ là 20 nhá, 20. Đó. Thì nó sẽ là một bộ ba thớt như này. Đấy, kháng khuẩn luôn. Đấy, rất là đẹp, sạch sẽ đẹp không nhá. Đó. Lên cho em là bộ ba thớt kháng khuẩn này. Cái này các bác có dùng thì dùng để thái để chặt đều được, ok hết nhá. Một cái bộ ba thớt như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là một bộ ba chiếc như này. Bộ ba chiếc như này giá của nó chỉ có 60.000 thôi. Đấy, 60.000 thôi. Lên cho em là bộ ba thớt kháng khuẩn nhá. Bộ ba thớt này. Bộ ba thớt kháng khuẩn, giá của nó sẽ là 60k cho bộ ba cái nhá. 60.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về các bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá. Lên đã cho em là rổ vuông. Bộ này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 cặp nhá, 3 cặp. Đấy. Tức là nó sẽ có 3 chậu và 3 rổ, 3 chậu 3 rổ như này. Thì lên cho em là rổ vuông nhá. Đấy. Nó sẽ bao gồm là 3 chậu và 3 rổ. Con to nhất thì đường kính của nó khoảng 35 cm, rổ 2 lớp nhá, rổ vuông. Lên cho em là rổ vuông, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Rổ vuông. Đấy. Giá là 80k đợt này về cho bác, giá còn là 70k cho một cái bộ rổ vuông như này. 70.000 cho một bộ rổ vuông này thôi nhá. Lên cho em là rổ vuông. Giá của nó sẽ là 70k. Ở đây thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con chậu như này. Đấy, một chậu một rổ, cứ một chậu một rổ và nó sẽ có là 3 bộ. Đấy, 3 bộ. Đây, cứ một chậu một rổ như này nhá. Đấy, 35 rồi 30 rồi 25. Đấy, cứ một chậu một rổ như này. Các bác có thể dùng để rửa rau này rồi đựng đồ ăn, đựng thực phẩm đều ok hết. Đấy. Thì nói chung là nó rất là hợp lý rồi. Để mình rửa rau, ăn rau thơm, rau xà lách, rau sống mình đựng vào đây. Hoặc các bác rửa rau để mình chế biến thực phẩm thức ăn cũng rất là ok. Lên cho em là rổ vuông nhá.
Đấy, giá đợt này về cho bác giá tốt luôn, chỉ còn là 70k thôi. 70k cho một cái bộ rổ vuông như này. Đấy, rổ vuông nhá, liên nhau là rổ vuông, giá sẽ là 70.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái dầu nóng Hàn Quốc nhá. Coi lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Nó sẽ là một cái dòng dầu nóng này. Các bác bôi vào rất là tốt luôn. Đặc biệt là bác nào mà hay bị đau lưng, đau cổ, đau mỏi vai gáy, đau các cái khớp xương khớp. Đây, hàng của Hàn Quốc nhá, có tem chống hàng giả đàng hoàng nhá. Hàng này thì nó bán là thị phần của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn. Bán rất là chạy luôn nhá. Đây, tem mác các thứ đàng hoàng các bác này. Đấy. Nó sẽ là thuộc một cái dòng kem trắng như này. Kem trắng như này các bác này. Đấy. Đấy, kem trắng như này. Các bác đổ ra mình bôi lên các cái phần, ví dụ như là xương khớp này, khớp tay, khớp chân này. Đấy. Đau mỏi đây. Đây đau cổ này. Đấy, đau mỏi cổ, vai, gáy này. Đấy, các bác bôi vào cho em. Đó. Các bác bị đau cổ, đau vai, đau gáy, hoặc là các bác chơi thể thao, tập luyện thể thao nhá. Đấy, nó bị đau các cái khớp xương, các bác bôi vào cho em rất là ok luôn. Đó. Thì một lọ như này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 thôi, 40.000. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn. Có kèm cho các bác một cái miếng massage như này, con lăn massage như này. Đây, hàng của Hàn Quốc nhá. Mã tem, mã vạch đàng hoàng, mã cốt cái thứ đâu ra đấy này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá, dầu nóng Hàn Quốc. Giá thì chỉ có 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này thôi. Giá rất hợp lý để trân trọng gửi tới các bác nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k. Đó. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một lọ như này. 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này các bác nhá. Đó. Rất là tiện dụng luôn. Một lọ này của nó sẽ là 100ml nhá. Bác nào hay bị đau cổ, đau mỏi vai gáy, đau thắt lưng, các bác bôi hết vào cho em đều ok hết nhá. Tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái giấy lau giày nhá. Các bác lên cho em là giấy lau giày. Con này thì ví dụ các bác giày dép bị đi về nó bị bẩn, bị bụi. Đấy, bị bẩn, bị bụi thì các bác dùng cái giấy này cho em. Đấy, cứ dùng trực tiếp con giấy này là mình lau trực tiếp lên cho em là xong. Đấy. Ở cái giấy này thì nó sẽ có sẵn cho các bác là nước và xà bông rồi. Nước và xà bông rồi. Thì khi các bác bắt đầu mà mình lau vào ấy thì nó sẽ thấm qua các cái thấm qua các cái bề bề mặt của da hoặc là của ấy các nhá, của da hoặc là của cái phần vải giày, và nó sẽ tẩy sạch hết các cái vết bẩn ở trong cái đôi giày của mình đi, cho nên nó rất là tiện. Đây, để về nhà các bác lột như này cho em này. Đấy, đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là cái tờ giấy như này. Đấy, và nó sẽ là có sẵn xà bông luôn. Các bác cứ đánh như này là xà bông nó ra nhá. Đấy, đánh như này xà bông nó ra này, thì các bác có thể dùng để mình lau chùi vệ sinh rất là tốt, rất là tiện ích nhá. Đây, ví dụ như đây là nó là một cái cán này, nó đang bị ố như này này. Đấy, nó đang bị ố như này. Đấy, cái cán này đang bị ố như này thì em thử tẩy đi xem nó sẽ như nào các bác nhá. Đây, đấy, nó sẽ bị ố như này các bác này. Đấy, bị ố, bị bẩn như này. Đấy, các bác dùng cái giấy này, các bác vệ sinh đánh đi cho em. Đó, đánh đi. Đó, đánh đi. Đấy bác này, đấy. Đánh đi, cái này nó sẽ có xà bông nha và có thuốc tẩy luôn. Và anh nhìn đâu là nó tẩy sạch đấy các bác này. Đấy, tẩy trắng luôn các bác theo. Đây, trắng sạch luôn. Mà cái vết bẩn bám vào gỗ như này là rất là khó tẩy nhá. Mấy em có tẩy được sạch luôn các bác này. Đó, rất là tiện ích nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là giấy lau giày nhá, giấy lau giày. Đó, giá của nó giấy lau giày này. Giấy ướt lau giày. Đó. Giấy ướt lau giày nhá. Lau giày giá sẽ là 15k trên một bịch như này thôi. Và mua từ 3 bịch thì bên em sẽ gửi tới bác cái giá đó là 40.000 nhá. 3 bịch là sẽ là bằng 40k cho 3 bịch. Còn mua lẻ. À xin lỗi các bác, là 20.000 trên một bịch nhá. 20.000 trên bịch này và mua từ 3 bịch thì sẽ là 50.000 nhá. 3 bịch thì sẽ là 50k. Đó, em nhầm giá xin lỗi các bác. Đấy thì 20k trên một tít bịch như này. Đấy, và mua từ 3 bịch thì sẽ là bằng 50k nhá. 3 bịch thì sẽ là bằng 50.000. Đó. Đấy, nhầm giá một chút xin lỗi các bác nhá. Đó. Thì mua một bịch sẽ là 20.000 cho một bịch như này và 3 bịch sẽ là 50.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cốc tự khuấy các bác nhá. Đấy, cốc tự khuấy thì nó sẽ là một cái dòng cốc dung tích của nó thì nó vào khoảng là 200ml nhá, 200ml và nó sẽ tự khuấy luôn. Con này thì nó sẽ có dòng đời mới thì nó sẽ có pin sạc, pin sạc. Về nhà các bác không phải lắp pin thường nữa, nó mất công. Đấy, dùng con pin sạc này rất là tiện này. Đấy, mở nắp ra này. Bên ngoài thì bằng nhựa này.
chống nóng này bên trong thì bằng inox nhá, sáng bóng giữ được cả nhiệt luôn. Và nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường như này thì rất là tiện. Khi mà các bác dùng thì các bác có, khi mà các bác rửa thì nó rất là tiện, chịu nóng chịu nhiệt tốt. Đấy, khi các bác rửa thì các bác chỉ cần là bỏ cái này ra là xong. Khi nào dùng thì mình bỏ vào. Đấy, khuấy các bác này. Đấy, rất là tiện. Thì các bác có thể dùng để mình pha cà phê, pha các loại hạt, loại ngũ cốc các kiểu con nào điều đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý luôn. Đấy, một con cốc tự khuấy như này giá thì chỉ có 90 cành thôi. 90 cành cho một con cốc tự khuấy như này thôi nhá. Đấy, về nhà thì có kèm cho các bác một dây sạc rồi, về nhà các bác cắm vào cái chân sạc điện thoại nhà mình là xong nhá, củ sạc điện thoại nhà mình. Đó. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá, cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k. Đó. Cốc tự khuấy này. Đó. Cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k cho bọn em cốc tự khuấy như này nhá, 90 cành. Đó. Giá cực kỳ là mềm mại, tốt cho các bác luôn. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đá mài hàng nội địa của Nhật nhá, hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác. Và lô này bên shop về thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, giá rất tốt cho bác luôn. Thì bên em có hai mẫu, nó sẽ là đá đỏ và đá vàng. Đấy. Đá đỏ này thì nó sẽ là độ mịn là 3000-8000 và đá vàng này là độ mịn 5000-10000. Hàng đều là hàng nội địa Nhật nhá, made in Japan cho các bác. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây, một cái viên đá mài chất lượng như này các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là chữ của nó là in trực tiếp trên đá luôn nhá, chữ in trực tiếp trên đá luôn, hàng nội địa của Nhật này. Thương hiệu Katashiwa, made in Japan nhá, made in Japan. Đó, hàng rất là chất lượng cho các bác và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn, một cái viên đá mài như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là độ mịn 3000-8000 và độ mịn 5000-10000, hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó. Thì nó sẽ có kèm cho các bác một cái miếng lót như này nhá, một cái miếng lót như này để các bác khi mình mài thì nó khỏi bị trơn trượt nhá. Đấy, để trên các mặt bằng mình mài thoải mái luôn. Đấy, hàng vận chuyển từ bên Nhật về thì thi thoảng nó có những viên nó bị gọi là hơi sứt nhẹ như này thì không có vấn đề gì các bác nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, cái này đá nó màu đỏ này, độ mịn là 3000-8000 này. Đấy, hàng thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Lên cho em là đá đỏ nhá, viên đá đỏ này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một viên thôi. Đó, đá mài hàng Nhật nhưng mà giá thì cực kỳ Việt Nam luôn. Đó, viên này thì lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, lên cho em là đá đỏ này, giá của nó sẽ là 70k cho một viên nhá, 70.000 cho một viên đá đỏ như này. Đấy, 70.000 cho viên đá đỏ như này các bác nhá. Đó, tiếp theo thì các bác lên cho em cái viên này thì nó sẽ là đá vàng nhá. Lên cho em là đá vàng. Đấy, nó sẽ là màu vàng. Giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k. Con này thì độ mịn của nó sẽ là 5000-10000 nhá, 5000-10000. Đó, 5000-10000. Đó. Còn con đá đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 3000-8000 nhá, 3000-8000. Đây, độ mịn của nó sẽ là 3000-8000. Thì lưu ý các bác khi mài thì các bác cứ mài cho em cái độ mịn cao trước, sau đó thì mài cái độ mịn ít trước nhá. Đấy, độ mịn ít trước. Ví dụ 3000-8000 thì các bác mài cho em cái phần 3000 này trước, sau đó thì mình mài lên cái 8000 này để mình lấy bén nhá. Đấy. Và cái 5000-10000 thì cũng vậy, thì các bác mài cho em cái độ mịn 5000 trước, sau đó thì các bác mài lên cái độ mịn 10000. Đấy, thì độ mịn càng cao thì mài dao càng nhanh bén nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là đá đỏ nhá. Đá đỏ thì sẽ là 70.000 cho một viên như này. Kích thước của nó sẽ là gần 20 nhá, gần 20. Đấy, bản thì rộng là khoảng 4 cm và cao thì khoảng là 3 cm nhá. Bản rộng khoảng 5 cm và cao khoảng 3 cm. Đấy, 2 cm rưỡi 3 cm. Đó. Tiếp theo em lên cho bác đó là kia ổ đúc vàng nhá. Các bác lên cho em là ổ đúc vàng, giá của nó sẽ là 45k cho một con ổ đúc vàng như này, 45.000. Lên cho em là ổ đúc vàng. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng chống va đập thoải mái luôn, chống va đập thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Và lá của nó đều 100% là bằng lá đồng hết nhá. Bên trong của nó là lá đồng hết. Ổ đúc chống va đập, về nhà các bác xoáy cái bát ốc này ra sau bắt vít vào cho em. Công suất của nó sẽ là 16A 250V, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và giá thì chỉ có 45.000 thôi, 45k. Lên cho em là ổ đúc vàng, giá sẽ là 45.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là một cái con đèn kim. Đấy, giá sẽ là 80k nha. Dòng này thì không có pin nhá. Bên em bán thì không có pin đâu. Cái này em lắp pin vào để em thử cho các bác xem thôi, chứ còn bên em bán là nó sẽ không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn này. Rất là đẹp luôn, khi thả ra nó sẽ là nhiều màu như này. Rất là đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn. Và giá thì cực kỳ là hấp dẫn nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc như này, rất là đẹp này. Đó. Giá thì sẽ là 80k nhá. Lên cho em là đèn kim, giá của nó sẽ là 80.000. Đó, 80.000 cho một con đèn kim như này. Lên mã cho em là đèn kim, giá sẽ là 80k. Sản phẩm tiếp theo
Đó là bên shop. Tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái nước hoa khách sạn nhé. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng để trong các cái hệ thống nhà hàng khách sạn. Trong cái hệ thống nhà hàng khách sạn nó dùng để nó sử dụng trong nhà hàng khách sạn nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhé. Đấy. Và nó sẽ có những cái que như này để khi mà các bác mà ra thì các bác cắm vào cho em để cho nó thơm nhé. Cái này thì rất là thơm luôn. Đây, nó sẽ có một cái nơ đeo rất là đẹp như này. Có một cái nơ này để các bác đeo này. Nơ các bác đeo cái nơ này vào đây cho em này. Đó. Sau đó thì các bác để trong nhà hàng khách sạn. Đấy, phòng ngủ, phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đó. Thì về nhà các bác giật cái này ra. Giật cái này ra này. Đấy. Giật cho em, mở cho em cái nắp này ra này. Đấy. Các bác mở cho em cái nắp này ra, sau đó thì cái này nó đậy rất là chặt luôn. Sau đó thì cắm cái bấc này vào. Đó. Nước hoa khách sạn. Mùi thơm cực kỳ là thơm luôn. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu quá nhá. Đấy, và giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Một cái lọ nước hoa khách sạn như này. Lên cho em là nước hoa khách sạn nhá. Giá chỉ có 30.000 thôi. 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng dây điện nhá. Đấy. Thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thước rút trước này. Đấy, nó sẽ có cái dòng là thước móc khóa nhá. Các bác lên cho em là thước móc khóa. Chiều dài của nó sẽ là 2m và nhân với lại 6mm nhá. Con này thì có thể cuộn tròn như này được này. Đấy. Hàng này của nó là thép siêu mềm luôn và cái hệ thống lò xo của nó rất là tốt này. Đấy. Các bác thả cái nó phật vào ngay. Đó. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó, bên em sẽ về nó có hai màu, màu vàng và màu đồng như này. Đấy, bác nào chọn màu thì báo, còn không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Nó sẽ có màu vàng và màu đồng như này, rất là đẹp luôn. Đấy. Con này thì nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay như này thôi và chiều dài của nó là được 2m nhá. Nhân với lại bản của nó là 6mm nhá. Số to cực kỳ rõ ràng luôn các bác này. Đấy, dùng rất là ngon, rất tuyệt vời luôn. Thì các bác có thể đeo vào móc khóa này để mình sử dụng sơ cua, mình cần lấy kích thước nhanh thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, kích thước của nó là 2m. Giá sẽ là 50k nhá. Lên cho em là thước móc khóa nhá, có thể đeo vào móc khóa như này được. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao chặt của Đức nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là dao chặt Đức này, một con dao cực kỳ chất lượng luôn. Bản thì dày khoảng 2 ly nhá. Hàng made in Germany này. Đó, dao chặt của Đức nhá. Con này thì chắc là nó nặng khoảng là 4 lạng gì đấy nhá, nặng khoảng 4 lạng gì đấy, rất là nặng luôn, cầm cực kỳ đầm. Con này chặt thì cực kỳ là ngon, thép trắng không gỉ nhá, dùng cực kỳ là ngon luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 30cm. Các bác lên cho em là dao chặt Đức nhá. Đó, dao chặt Đức này. Đấy, dao chặt của Đức mà. Đấy, lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một con dao chặt Đức như này. Con này thì rất là đẹp luôn con này. Đấy. Em sẽ thử test thử dọc giấy cho bác xem như thế nào nhá. Đấy. Em đã gieo cho em là dao chặt Đức nhá, để em thử test dọc giấy cho. Đó. Khá là bén luôn các bác này. Đấy. Dao chặt mà dọc giấy như này là khá là ngon rồi các bạn. Đấy. Bình thường thì nếu mà những con dao chặt thì rất là khó để dọc giấy thôi nhá. Tại vì cái bản của nó khá là dày. Nhưng mà con này dọc giấy ok, tức là hàng rất chất lượng các nhá, hàng rất chất lượng này. Hàng made in Germany. Đó, lên mã giúp cho em là dao chặt Đức nhá. Dao chặt Đức giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Chắc con này thì nặng khoảng 4-5 lạng gì đấy nhá. Đấy, cũng khá là nặng luôn, nặng khoảng 4-5 lạng gì đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150.000. 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tô vít xanh nhá. Các bác lên cho em là tô vít xanh, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy, tô vít xanh này. Đấy, tô vít xanh. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái vít xanh như này. Đấy, tô vít xanh giá của nó sẽ là 40.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít, một công nối dài và 30 mũi vít nhá. 30 mũi vít khác nhau. Đó, to nhỏ lớn bé mẹ con, lục giác ba khe đầy đủ hết cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện, các bác chỉ cần là lắp vào đầu vít này cho em này, sau đó thì mình sập cái này vào này. Đấy. Cái này thì các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn ở đây nhá. Đấy, tùy chỉnh dài ngắn ở đây để mình sử dụng này. Đấy, thích chỉnh dài thì được dài, thích chỉnh ngắn thì được ngắn nhá. Đó, rất là tiện. Đây, đấy, rất tiện luôn. Và ngoài ra nó sẽ có cả một cái đầu công ngang như này thì các bác có thể lắp vào đây. Lắp vào đây để mình xoáy ngang cho em này, rất là tiện này. Đấy, xoáy ngang, có cả công ngang luôn. Thì đây nó sẽ là những cái hàng vít phổ thông nhá. Lục giác ba khe, mũi khế, rồi nói chung là tất cả các loại như này. Đây là các bác dùng để sửa chữa lặt vặt máy tính, điện thoại rồi laptop các kiểu con là điều đều được hết nhá. Đấy là mình sử dụng thôi. Hàng rất chất lượng và xịn sò luôn. Lên cho em là tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con tô vít xanh như này nhá. Tô vít xanh giá của nó sẽ là 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen quạt. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đây sẽ là một con sen quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy. Tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó.
thì bên shop về thì nó sẽ là một cái dòng sen như này. Con này dùng nóng lạnh thoải mái nhá, dùng nóng lạnh thoải mái luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái này là giúp đóng ngắt trên tay này, đóng ngắt trên tay này, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này. Dây dài 1,5 m nhá. Đấy các bác về các bác kết nối dây vào đây chị em. Dây dài 1,5 m, có thể ngoắt nghéo này, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì con này giá thì chỉ có 100 cành thôi. Con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt và dùng nóng lạnh thoải mái. Đây, hàng đóng gói cực kỳ đẹp luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt này. Tăng áp nhá, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100 cành nhá. 100k cho con sen quạt tăng áp như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác nhá, bình thường mà các bác dùng cái sen thường thì nó rất là yếu. Đấy, nhưng mà dùng con sen quạt này thì nó rất là mạnh. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Đây các bạn này, đấy, có thể ngoắt nghéo này, điều chỉnh này, đấy, nước ra dạng lưới này, tăng áp lực nước rất là tốt luôn các bạn nhá. Đó, cánh quạt quay, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình tắm xịt rửa rất là thích luôn. Dùng cái vòi bình thường này nó rất là yếu, nhưng mà dùng cái sen quạt tăng áp này thì nó khá là mạnh luôn. Và có lõi lọc luôn nhá, có lõi lọc luôn. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật rất là nhiều mã hàng mới. Trong đó bên shop về cho các bác cái lô nồi lẩu này, lẩu 2 tầng, lẩu mini rồi cặp lồng hấp rất là đẹp và xịn sò để gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đây một cái con nồi lẩu mini nhá, đang sôi rất là ác luôn các bác này. Đấy, nồi lẩu mini con này giá sẽ là 150.000. Đường kính của nó là 20cm nhá, 20cm. Đấy. Tiếp theo thì đến một cái con nồi lẩu 2 tầng nhá. Con này 2 tầng luôn, khói ngùn ngụt luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ là có một tầng khay hấp như này. Đấy, một tầng khay hấp như này. Đấy, các bác theo. Một tầng khay hấp và một tầng thường như này. Đấy, cũng đang sôi ngục luôn. Con này thì đường kính của nó sẽ là 28cm nhá, 28cm. Đó. Tiếp theo là đến một con cặp lồng điện này, cặp lồng điện. Đấy, con này thì nó sẽ có 2 tầng như này. Đấy, cũng sôi ngục luôn các bác này. Đấy, cũng sôi ngục luôn. Đó, đây. Đấy, sôi ngục luôn các bác nhá. Đó, thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng món một cho các bác xem tham khảo. Các bác nào có nhu cầu mua món nào thì có thể liên hệ nhé. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái con nồi lẩu 2 tầng đi. Nồi lẩu 2 tầng này. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay hấp này. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay hấp như này. Đấy, nó sẽ có kèm thêm cho các bác là một cái khay hấp như này nhá. Một khay hấp như này các bác có thể đặt lên đây này. Đấy, đường kính của nó thì vào khoảng là 28cm. Một khay hấp này kèm thêm cho các bác là nắp kính như này. Đấy, nếu các bác dùng ăn lẩu thì mình có thể là bỏ cái khay hấp này ra và mình dùng trực tiếp ăn lẩu luôn. Con này thì nó có chống dính luôn nhá. Có chống dính luôn các bác này. Đấy, đun nó rất là nhanh sôi. Con này thì nó sẽ có hai số, số 1, số 2 nhá. Khi các bác bật thì công tắc nó sẽ ở đây này. Đấy, bật là nó sẽ lên đèn này. Đây. Đấy, đèn đỏ lên này. Đấy, số 2 này. Đấy, số 1 này và tắt đi này, tắt đi là đèn nó tắt nhá. Bật lên số 1 là nó sẽ lên đèn này. Số 2 này nó sẽ có hai cấp độ số như vậy nhá. Sôi rất là mạnh luôn. Và con này ưu điểm của nó là hàng chống dính nhá. Hàng chống dính cho nên là các bác sử dụng yên tâm. Đó, hàng chống dính cho nên các bác có thể chiên, rán, xào, nấu được hết nhá. Đó, và rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nồi lẩu 2 tầng như này, giá của nó sẽ là 230.000 nhá. Lên cho em là lẩu 2 tầng giá sẽ là 230.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Lẩu 2 tầng nhá, giá sẽ là 230.000. Giá rất tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, vung viết của nó này, vung kính cường lực này, một khay hấp này, một khay hấp như này. Đấy, và kèm thêm cho các bác là một nồi lẩu như này. Đấy, có tráng chống dính nhá, tráng chống dính này, đường kính khoảng 28cm nhá, 28cm. Đường kính 28cm, siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Hàng sử dụng điện 220V này. Đấy, điện 220V 28cm, công suất của nó là 1000W nhá, 1000W. Hàng dùng cực kỳ là ngon luôn, các bác có thể dùng để chiên, rán, xào, nấu được hết. Có chống dính nhá. Đấy, có chống dính luôn. Chiên, rán, xào, nấu ok. Đó, đây. Rất chất lượng cho các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là em lên cho bác cái con nồi nó sẽ là một cái con nồi lẩu mini nhá. Đây, một con nồi lẩu mini như này. Con này thì cũng sôi rất là ác luôn này. Đấy, có công tắc ở đây, các bác có thể tắt bật ở đây này, tắt đi bật lên này. Đấy. Nó sôi rất khủng khiếp luôn các bác, sôi rất khủng khiếp luôn. Con này sôi rất là mạnh nhá. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu này, nấu mì này hoặc là dùng các công việc đều được nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Sôi rất là ác luôn. Đây. Đấy, một con nồi lẩu như này, sôi rất khủng khiếp nhá. Con này thì các bác có thể dùng để chế biến đồ ăn, ví dụ như là nó cũng có chống dính, có thể dán được nhá. Và có công tắc này, các bác chỉ cần bật lên là cho em là xong này.
Đấy, đường kính của nó thì con này của nó sẽ là một con nồi cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 18 cm nhá, 18 cm. Đường kính của nó sẽ là 18 cm, có công tắc đóng ngắt như này. Đấy, xôi rất là mạnh luôn, kèm dây giếc cho bác đàng hoàng. Hàng cực kỳ là cao cấp nhá. Đấy, đường kính 18 cm. Con này thì nó cũng sử dụng điện 220V nhá. Đấy, điện thì nó sẽ là điện 220 này. Đây. Đấy, điện 220V này, 450W này và 50Hz nhá. Đấy, điện 220V, 450W và 50Hz. Đó. Đây, thông số giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Nó cũng rất là tiện nhá. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nồi lẩu mini như này, giá của nó sẽ là 100 đây. Đây, nồi lẩu mini, giá của nó sẽ là 150.000 cho một con nồi lẩu mini như này nhá. 150.000. Lên cho em là nồi lẩu mini giá sẽ là 150.000, rất tiện dụng luôn. Đấy, xôi rất là mạnh, có công tắc các bác chỉ cần tắt đi như này là xong. Đó, tắt công tắc đi là xong. Đó, nó rất là tiện luôn. Đấy, có dây cắm điện như này. Đấy, con này thì nó xôi rất là dài luôn, tắt công tắc rồi mà nó còn xôi mãi này, mâm của nó nóng rất lâu nhá. Đây, công tắc em đã tắt nhá, điện đã rút nhá. Đấy, điện đã rút. Nhưng mà con này nó cũng giữ nhiệt rất là khủng khiếp luôn. Đây con này. Đấy, công tắc tắt này, điện rút này. Nhưng mà nó giữ nhiệt rất khủng khiếp luôn nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con từ từ đã. Kéo kéo vào dây điện đấy. Giá của nó sẽ là 150.000 nhá, lên mã theo là nồi lẩu mini nhá. Điện đã tắt nha, điện đã tắt, công tắc đã rút nha, nhưng mà vẫn sôi rất là lâu luôn, sôi rất lâu luôn các nhá. Đó. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là các bác lên cho em cái mã sản phẩm đó là cái cặp lồng điện nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện này. Nó sẽ là một con cặp lồng như này. Một con cặp lồng như này các nhá. Đây, một con cặp lồng rất là đẹp này. Đấy. Nó sẽ có 2 tầng. Có 2 tầng. Đây. Đây là cái tầng 1 này. Tầng 1 thì các bác cho nước trực tiếp vào đây nhá. Cho nước trực tiếp vào đây nó sôi rất mạnh luôn. Đấy, sôi rất mạnh luôn như này các bác này, nó đang sôi đây các bác này. Đấy, đang sôi đây, sôi rất là mạnh luôn. Và nó sẽ có công tắc ở đây các bác này, có công tắc ở đây, các bác có thể tắt đi này. Đấy. Tắt đi vẫn sùng ục luôn, bật lên này. Bật lên thì công tắc nó sẽ lên này. Đấy, sau đó thì các bác đun cho nước vào nó sẽ đun sôi thôi. Đây, nó đang sôi này các bác này, đang sùng ục luôn. Thì các bác có thể cho các cái loại ví dụ như là gạo này. Đấy, gạo này rồi cơm canh rồi các kiểu vào đây, cho vào đây thì mình có thể ví dụ cho gạo vào đây là các bác cho thêm nước vào đây nữa là mình có thể nấu cơm trực tiếp ở trong cái khay này được luôn. Đấy, cho vào đây mình nấu cơm trực tiếp luôn nhá. Nó sẽ là khay inox nhá. Đấy, khay inox giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt và nấu cơm nước rất là ngon luôn, sáng bóng đẹp các bác nhá. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 2 tầng và sẽ có 4 cái khay như này. Thì các bác tích trữ đồ ăn này, mang cơm này, mang đồ ăn rồi canh riêu các thứ đi nhá. Các bác để hết vào 4 cái khay này cho em. Đến công ty nhà xưởng hoặc là đến nơi làm này các bác chỉ cần là cắm điện vào. Đấy, đến nơi thì các bác cắm điện vào cho em. Đấy. Nó sẽ có 2 tầng như này. Các bác chỉ cần cắm điện vào cho em này. Đấy, cắm điện vào. Đến nơi thì các bác cắm điện vào cho em. Sau đó thì mình bật công tắc lên là mình sử dụng thôi. Ví dụ như là các bác mang cơm mang đồ ăn đi thì gần đến bữa ăn là mình sử dụng nhá. Đấy, nó sẽ là 2 tầng như này. 2 tầng có quai sách như này, cực kỳ chắc chắn, chất lượng và xịn sò luôn. Đó, chất lượng và xịn sò nhá. Và con này các bác dùng để mang cơm đến đi làm, đi học ở cơ quan hoặc đi làm hoặc là đi công tác thì rất là tiện nhá. Đấy, 2 tầng như này các bác này. 2 tầng như này. Lúc nào cũng sôi ngục luôn. Lúc nào cũng sôi ngục luôn nhá, rất là tiện luôn. Đó. Thì lên cho em đó là cặp lồng điện nhá. Lên cho em là cặp lồng điện, giá của nó sẽ là 175.000 cho một con cặp lồng điện như này. Đấy, nó sẽ là 175k nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện, xôi rất là mạnh luôn. Đấy. Thì con này rất là tiện các bạn, 175.000 cho một con cặp lồng điện như này. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đá mài hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác. Và lô này bên shop về thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, giá rất tốt cho bác luôn. Thì bên em có hai mẫu, nó sẽ là đá đỏ và đá vàng nhá. Đá đỏ và đá vàng. Đấy. Đá đỏ này thì nó sẽ là độ mịn là 3.000, 8.000. Và đá vàng này là độ mịn 5.000, 10.000. Hàng đều là hàng nội địa Nhật nhá, made in Japan cho các bác. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác thì giá rất là tốt luôn. Đây, một cái viên đá mài chất lượng như này các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là chữ của nó là in trực tiếp trên đá luôn nhá, chữ in trực tiếp trên đá luôn, hàng nội địa của Nhật này, thương hiệu Katashiwa, made in Japan nhá, made in Japan. Đó, hàng rất là chất lượng cho các bác và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn, một cái viên đá mài như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là độ mịn 3.000, 8.000 và độ mịn 5.000, 10.000, hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó. Thì nó sẽ có kèm cho các bác một cái miếng lót như này nhá, một cái miếng lót như này để các bác khi mình mài thì nó khỏi bị trơn trượt nhá. Đấy. Để trên các mặt bằng mình mài thoải mái luôn. Đấy.
hàng vận chuyển từ bên Nhật về thì thi thoảng nó có những viên nó bị gọi là hơi sứt nhẹ như này thì không có vấn đề gì các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, cái này đá nó màu đỏ này, độ mịn là 3000 8000 này. Đấy, hàng thương hiệu Katashiwa made in Japan. Lên cho em là đá đỏ nhá. Viên đá đỏ này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một viên thôi. Đó, đá mài hàng Nhật nhưng mà giá thì cực kỳ Việt Nam luôn. Đó, viên này thì lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, lên cho em là đá đỏ này. Giá của nó sẽ là 70k cho một viên nhá. 70.000 cho một viên đá đỏ như này. Đấy, 70.000 cho một viên đá đỏ như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em cái viên này thì nó sẽ là đá vàng nhá. Lên cho em là đá vàng. Đấy, nó sẽ là màu vàng. Giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k. Con này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000 10.000 nhá, 5.000 trên 10.000. Đó, 5.000 trên 10.000. Đó. Còn con đá đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000 nhá, 3.000 trên 8.000. Đây. Độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000. Thì lưu ý các bác khi mài thì các bác cứ mài cho em cái độ mịn cao trước, sau đó thì mài cái độ mịn ít trước nhá. Đấy, độ mịn ít trước. Ví dụ 3.000 8.000 thì các bác mài cho em cái phần 3.000 này trước, sau đó thì mình mài lên cái 8.000 này để mình lấy bén nhá. Đấy. Và cái 5.000 10.000 thì cũng vậy, thì các bác mài cho em cái độ mịn 5.000 trước, sau đó thì các bác mài lên cái độ mịn 10.000. Đấy thì độ mịn càng cao thì mài dao càng nhanh bén nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là đá đỏ nhá. Đá đỏ thì sẽ là 70.000 cho một viên như này. Kích thước của nó sẽ là gần 20 nhá, gần 20. Đấy, bản thì rộng là khoảng 4 cm và cao thì khoảng là 3 cm nhá. Bản rộng khoảng 5 cm và cao khoảng 3 cm. Đấy, 2 cm rưỡi 3 cm. Đó. Tiếp theo em lên cho bác đó là kia ổ đúc vàng nhá. Các bác lên cho em là ổ đúc vàng, giá của nó sẽ là 45k cho một con ổ đúc vàng như này, 45.000. Lên cho em là ổ đúc vàng. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng chống va đập thoải mái luôn, chống va đập thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Và lá của nó đều 100% là bằng lá đồng hết nhá. Bên trong của nó là lá đồng hết. Ổ đúc chống va đập về nhà các bác xoáy cái bát ốc này ra sau bắt vít vào cho em. Công suất của nó sẽ là 16A 250V, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và giá thì chỉ có 45.000 thôi, 45k. Lên cho em là ổ đúc vàng, giá sẽ là 45.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là đơn shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là một cái con đèn kim. Đấy, giá sẽ là 80k nha. Dòng này thì không có pin nhá. Bên em bán thì không có pin đâu. Cái này em lắp pin vào để em thử cho các bác xem thôi, chứ còn bên em bán là nó sẽ không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn này. Rất là đẹp luôn, khi thả ra nó sẽ là nhiều màu như này. Rất là đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn. Và giá thì cực kỳ là hấp dẫn nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc như này, rất là đẹp này. Đó. Giá thì sẽ là 80k nhá. Lên cho em là đèn kim, giá của nó sẽ là 80.000. Đó, 80.000 cho một con đèn kim như này. Lên mã cho em là đèn kim, giá sẽ là 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng để trong các cái hệ thống nhà hàng khách sạn, trong cái hệ thống nhà hàng khách sạn nó dùng để nó sử dụng trong nhà hàng khách sạn nhá, rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, và nó sẽ có những cái que như này để khi mà các bác mở ra thì các bác cắm vào cho em để cho nó thơm nhá. Cái này thì rất là thơm luôn. Đây, nó sẽ có một cái nơ đeo rất là đẹp như này, có một cái nơ này để các bác đeo này. Nơ các bác đeo cái nơ này vào đây cho em này. Đó. Sau đó thì các bác để trong nhà hàng khách sạn. Đấy, phòng ngủ, phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đó. Thì về nhà các bác giật cái này ra. Giật cái này ra này. Đấy. Giật cho em, mở cho em cái nắp này ra này. Đấy. Các bác mở cho em cái nắp này ra, sau đó thì cái này nó đậy rất là chặt luôn, sau đó thì cắm cái bấc này vào. Đó. Nước hoa khách sạn. Mùi thơm cực kỳ là thơm luôn. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu các bác nhá. Đấy. Và giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Một cái lọ nước hoa khách sạn như này. Lên cho em là nước hoa khách sạn nhá, giá chỉ có 30.000 thôi, 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng dây điện nhá. Đấy, thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thước rút trước này. Đấy, nó sẽ có cái dòng là thước móc khóa nhá. Các bác lên cho em là thước móc khóa, chiều dài của nó sẽ là 2m và nhân với lại 6mm nhá. Con này thì có thể cuộn tròn như này được này. Đấy, hàng này của nó là thép siêu mềm luôn và cái hệ thống lò xo của nó rất là tốt này. Đấy, các bác thả cái nó phật vào ngay. Đó. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá, giá của nó sẽ là 50.000. Đó, bên em sẽ về nó có hai màu, màu vàng và màu đồng như này. Đấy, bác nào chọn màu thì báo, còn không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Nó sẽ có màu vàng và màu đồng như này, rất là đẹp luôn. Đấy. Con này thì nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay như này thôi và chiều dài của nó là được 2m nhá. Dân với lại bản của nó là 6mm nhá. Số to cực kỳ rõ ràng luôn các bác này. Đấy, dùng rất là ngon, rất tuyệt vời luôn. Thì các bác có thể đeo vào móc khóa này để mình sử dụng sơ cua, mình cần lấy kích thước nhanh thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, kích thước của nó là 2m, giá sẽ là 50k nhá. Lên cho em là thước móc khóa nhá, có thể đeo vào móc khóa như này được. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50.000.
Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao chặt của Đức nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là dao chặt Đức này, một con dao cực kỳ chất lượng luôn, bán thì dày khoảng 2 ly nhá, hàng made in Germany này. Đó, dao chặt của Đức nhá. Con này thì chắc là nó nặng khoảng là 4 lạng gì đấy nhá, nặng khoảng 4 lạng gì đấy, rất là nặng luôn, cầm cực kỳ đầm. Con này chặt thì cực kỳ là ngon, thép trắng không gỉ nhá, dùng cực kỳ là ngon luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 30 cm. Các bác lên cho em là dao chặt Đức nhá. Đó, dao chặt Đức này. Đấy, dao chặt của Đức mà. Đấy, lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một con dao chặt Đức như này. Con này thì rất là đẹp luôn con này. Đấy. Em sẽ thử test thử dọc giấy cho bác xem như nào nhá. Đấy. Em đã gieo cho em là dao chặt Đức nhá, để em thử test dọc giấy cho. Đó. Khá là bén luôn các bác này. Đấy. Dao chặt mà dọc của giấy như này là khá là ngon rồi các bạn. Đấy. Bình thường thì nếu mà những con dao chặt thì rất là khó để dọc giấy các bác nhá, tại vì cái bản của nó khá là dày. Nhưng mà con này dọc giấy ok, tức là hàng rất chất lượng các nhá, hàng rất chất lượng này. Hàng made in Germany. Đó, lên mã giúp cho em là dao chặt Đức nhá. Dao chặt Đức giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Chắc con này thì nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy nhá. Đấy, cũng khá là nặng luôn, nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150.000, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tô vít xanh nhá. Các bác lên cho em là tô vít xanh, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy, tô vít xanh này. Đấy, tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái vít xanh như này. Đấy, tô vít xanh giá của nó sẽ là 40.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít, một công nối dài và 30 mũi vít nhá, 30 mũi vít khác nhau. Đó, to nhỏ lớn bé mẹ con, lục giác ba khe đầy đủ hết cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện, các bác chỉ cần là lắp vào đầu vít này cho em này, sau đó thì mình sập cái này vào này. Đấy. Cái này thì các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn ở đây nhá. Đấy, tùy chỉnh dài ngắn ở đây để mình sử dụng này. Đấy, thích chỉnh dài thì được dài, thích chỉnh ngắn thì được ngắn nhá. Đó, rất là tiện. Đây, đấy, rất tiện luôn. Và ngoài ra nó sẽ có cả một cái đầu công ngang như này thì các bác có thể lắp vào đây. Lắp vào đây để mình xoáy ngang cho em này, rất là tiện này. Đấy, xoáy ngang, có cả công ngang luôn. Thì đây nó sẽ là những cái hàng vít phổ thông nhá. Lục giác ba khe, múi khế, rồi nói chung là tất cả các loại như này. Đây là các bác dùng để sửa chữa lặt vặt máy tính, điện thoại rồi laptop các kiểu con là điều đều được hết nhá. Đấy là mình sử dụng thôi. Hàng rất chất lượng và xịn sò luôn. Lên cho em là tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con tô vít xanh như này nhá. Tô vít xanh giá của nó sẽ là 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen quạt. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đây sẽ là một con sen quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy. Tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì bên shop về thì nó sẽ là một cái dòng sen như này. Con này dùng nóng lạnh thoải mái nhá, dùng nóng lạnh thoải mái luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái này là giúp đóng ngắt trên tay này, đóng ngắt trên tay này, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này. Dây dài 1,5 m nhá. Đấy, các bác về các bác kết nối dây vào đây cho em. Dây dài 1,5 m, có thể ngoắt nghéo này, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì con này giá thì chỉ có 100 cành thôi. Con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt và dùng nóng lạnh thoải mái. Đây, hàng đóng gói cực kỳ đẹp luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt này. Tăng áp nhá, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100 cành nhá. 100k cho con sen quạt tăng áp như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác nhá, bình thường mà các bác dùng cái sen thường thì nó rất là yếu. Đấy, nhưng mà dùng con sen quạt này thì nó rất là mạnh. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Đây các bác này. Đấy, có thể ngoắt nghéo này, điều chỉnh này. Đấy. Nước ra dạng lưới này, tăng áp lực nước rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình tắm xịt rửa rất là thích luôn. Dùng cái vòi bình thường thì nó rất là yếu, nhưng mà dùng cái sen quạt tăng áp này thì nó khá là mạnh luôn. Và có lõi lọc luôn nhá, có lõi lọc luôn. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Rồi ok. Hello các bác nhá, mã đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác một cái lô mũ các bác này. Đấy. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây các bác thấy không? Đây, em độ rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng mũ da bò, hàng của thương hiệu Gucci các bác nhá. Hàng thương hiệu Gucci cực kỳ chất lượng luôn. Form thiết dáng cực kỳ đẹp luôn, tem mác các thứ đàng hoàng, hàng thương hiệu Gucci này. Đó, rất là đẹp. Đây, đội vào này. Đấy. Rất chất luôn các bác thấy không? Đấy, một con mũ cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Một con mũ da bò cực kỳ chất lượng. Hàng thương hiệu Gucci các bác nhé, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây em sẽ review thực tế. Nó sẽ là một con siêu phẩm mũ như này các bác này. Đấy.
Ở đây thì bên shop về nó sẽ có màu đen, màu nâu và một cái màu xanh nhá. Đấy, logo của Gucci này, logo Gucci như này, hàng dập theo vân như này các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn, hàng thương hiệu Gucci đây các bạn này. Đây Gucci đó, hàng rất chất lượng cho các bác nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Gucci nhá, đến từ Italia nhá, đi Italia. Đó, rất là đẹp luôn, chất liệu của nó 100% là da bò nhá, 100% là da bò. Đây có dập logo của hãng này đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000, 350.000 cho một con mũ như này nhá, và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đấy, bao ship tận nhà cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là mũ Gucci nhá, mũ Gucci. Đó thì nó sẽ có cho các bác là màu xám, màu đen và màu đen và màu nâu này. Đấy. Màu này thì nó sẽ là màu đen này. Đó, màu này màu đen này, màu này màu nâu này. Và có một con màu xanh này, một con màu xanh. Đấy, một con màu xanh. Đây. Một con màu xanh đây. Đấy, một con màu xanh như này các bạn này. Đấy. Một con màu xanh. Con này thì nó sẽ là màu xanh như này. Đấy thì có màu đen, màu xanh và màu nâu. Thì tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới bác cái giá đó là 350.000. 350.000 cho một con mũ như này. Hàng của hãng nhá, cực kỳ chất lượng, rất là đẹp. Đấy, từ những cái đường kim mũi chỉ, những cái nét may của nó rất chất lượng luôn nhá. Rất chất lượng luôn. Đó, rất là đẹp. Con mũ như này thì mình bỏ ngay biển. Con mũ này thì khá là đẹp và chất lượng, các bác có thể mua để sử dụng trực tiếp này, hoặc là cho biếu tặng làm quà cũng rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là mũ Gucci nhá. Có màu nâu này, màu nâu, màu xanh thì chỉ có một chiếc thôi. Màu xanh có một chiếc thôi nhá. Màu xanh này có một chiếc thôi. Đấy, có màu nâu, màu nâu và màu đen. Đấy, có hai màu. Màu nâu và màu đen như này. Đấy, màu nâu, màu đen như này. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Chất lượng luôn, rất là đẹp các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái lô đó là cái đồng hồ Rolex nhá. Đấy, lên trên là đồng hồ Rolex. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ mặt vàng, cực kỳ đẹp luôn, có lịch nhá. Lịch của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái gương cầu lồi như này. Đấy, để cái lịch của nó rất là rõ luôn nhá. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường các bác này. Đó, đang chạy bình thường. Đây. Đó. Con này thì nó sẽ là đồng hồ chạy pin thôi nhá. Về nhà các bác thay pin vào cho em để mình sử dụng nhá. Đấy. Về nhà nếu mà hết pin thì các bác lắp pin vào cho em. Hàng của thương hiệu Rolex các bác này. Đấy, Rolex này. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đồng hồ Rolex như này. Giá của nó sẽ là 300.000 nhá, 300.000. Các bác lên cho em là đồng hồ Rolex này. Đấy. Đồng hồ Rolex nhá. Đồng hồ Rolex giá của nó sẽ là 300.000 nhá. 300.000 và bao ship đến tận nhà cho bác cho một con đồng hồ Rolex chất lượng như này. Đó, rất chất lượng, rất đẹp này. Đấy, số to rõ ràng, mặt rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Lên cho em là đồng hồ Rolex nhá. Con này thì nó sẽ là chạy bằng pin nhá, đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Đó, giá của nó sẽ là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này. 300.000 nhá, 300.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là cái bình 15 nhá. Các bác lên cho em là bình 15. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, nó sẽ là một con bình như này. Nắp niếc của nó cực kỳ chắc chắn luôn. Giòn riếc, giữ nhiệt cực kỳ là tốt. Bên trong của nó sẽ là Su 304 nhá. Inox 304 có lưới lọc như này để các bác sử dụng để uống nước này, pha cà phê, pha trà cũng rất là ok luôn. Đó, nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu đen như này. Đấy, màu xanh, màu đen như này. Dòng này thì nó giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn nhá. Đây. Chiều cao, chiều rộng của nó sẽ là đây. Nó sẽ có kích thước các bạn này. Đấy, kích thước của nó đây. Và dung tích của nó sẽ là 1500 ml nhá, 1500 ml. Đó. Đây, giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Đó, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Các bác lên cho em là bình 15 nhá, bình 15. Đó. Bình 15 giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên trên là bình 15 nhá. Đợt này hàng về cho bác giá chỉ còn cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 cho một con bình 15 như này. 140.000. Dung tích của nó là 1,5 lít. Và giá của nó sẽ là 140.000. 140.000 cho một con bình 1,5 lít như này. Con này ưu điểm của nó là dung tích lớn này. 1,5 lít này. Quai sách này. Đấy, có quai đeo như này. Quai đeo này rất là tiện với cái quai của nó bằng cao su nhá. Đấy, co giãn tốt và chống đứt rất là tốt luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn rất là đẹp. Đây. Có hai màu, màu đen và màu xanh. Đấy, bên trong thì bằng inox 304. Bên ngoài thì nó sẽ là bằng sơn tĩnh điện nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Trông rất là to, đẹp, chắc chắn.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140k, 140.000 nhá. Lên mã cho em là bình 15, giá của nó sẽ là 140k cho một con bình 15 như này, 140.000. Đó, lên mã cho em là bình 15, giá sẽ là 140k. Đó. Tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác một dòng sản phẩm mới, đó là cái ô các bác nhá. Các bác lên cho em là ô mini. Đấy, ô mini. Con này thì các bác dùng để bỏ vào túi quần được, nó rất là gọn. Chiều dài của nó thì chưa đến 12cm nhá. Đây để em sẽ đo thử cho bác xem. Một con ô cũng rất là chất lượng và giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Đây. Đấy, để em đo cho bác xem nào. Con này thì khi mà thu vào thì chiều dài của nó vào khoảng 18cm. Chiều ngang của nó thì vào khoảng 6cm. Đấy. Nó nhỏ đúng như cái điện thoại luôn. Nhỏ đúng như cái điện thoại này. Đấy, đúng như cái điện thoại iPhone các bác có thể bỏ túi được luôn. Đấy. Đấy, nó sẽ là một con ô gấp gọn như này. Và các bác mở ra cho em. Đây. Đấy, các bác ấn nút như này mở ra nó sẽ ra này. Đấy. Đây. Đấy, nó sẽ là một con ô gấp gọn như này, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, các bác theo. Đấy. Và khi mở ra thì nó cũng khá là to luôn. Mở ra thì cái đường kính của nó sẽ là 80 nhá. Đấy. Cái chiều mà to nhất của nó thì nếu mà tính hết khung của nó sẽ là hơn 90 đấy các bạn. Đấy. Mở ra thì cái đường kính của nó sẽ là 90 nhá, 90. Đó, 90. Và cũng nó cũng khá là cao luôn. Đấy. Khá là cao luôn con này. Đấy, chiều cao của nó sẽ là, chiều dài của nó sẽ là 55 nhá, 55. Đó. Chiều dài của nó sẽ là 55. Đó, 55 con này. Đây. Đấy. Mở ra thì nó sẽ khá là rộng như này các bạn này. Vặn cái vòi nước vào. Mở ra thì nó sẽ khá là rộng như này các bạn này. Đó, rất là chắc chắn luôn. Nó sẽ có 5 nan, 1 2 3. Có 6 nan coi nhá, có 6 nan như này. Con này thì ưu điểm của nó rất là gọn. Các bác có thể dùng để mang đi chơi, đi du lịch, đi phượt đều được hết nhé. Đó. Và các bác chỉ cần bấm này thôi. Bấm này là sẽ thụt vào này. Đấy. Và các bác đẩy vào xem. Đó, rất là gọn luôn. Một con ô rất tuyệt vời. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình mang đi phượt, đi chơi, đi du lịch rất là ok. Đấy, nó nhỏ gọn, nó tiện dụng thì mình mang đi đâu cũng được. Nó rất là tiện các bạn. Nó rất là tiện đây. Các bác chỉ cần gấp vào nhà cho em là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Có lên cho em là ô mini nhé, ô mini, giá của nó sẽ là 90.000. Con này các bác mà dùng để mang đi du lịch với điếc thì nói chung là chấm hết rồi. Con này rất là đẹp, nhỏ gọn, tiện dụng. Đấy, lên cho em là ô mini nhé, ô mini, giá của nó sẽ là 90k các bác nhé, 90k cho một con ô mini như này, rất tiện dụng luôn. Đấy, các bác lên mã cho em là ô mini. Đó, lên mã cho em là ô mini nhé, ô mini này, giá của nó sẽ là 90k. 90k cho một con ô mini như này nhá. Đấy, cầm cho em cái ô. Mấy cái mấy màu ở đây. Lên cho em là ô mini, giá của nó sẽ là 90k nhá. Ngoài ra thì được rồi, thế thôi. Bên shop có về cho bác cái loại ô Nhật, hàng loại to. Loại to. Đây, nó sẽ là loại to như này. Thì chiều dài của nó khi mà gấp gọn thì nó vào khoảng là 35cm, 32-34cm đây. Đấy, nó vào khoảng là 32cm nhá. Đó. Thì con này nó sẽ là một cái dòng ô để các bác dùng để đi du lịch cũng được. Đấy, nó to hơn một chút, con kia nó nhỏ hơn. Con kia có 18cm thôi. Con này 32 nó gần gấp đôi. Đây. Thì các bác bật ra. Đấy. Sẽ là một con ô rất là to như này. Đây. Đấy, một con ô rất là to nhá. Tất cả hệ thống vải của nó đều là vải nước đổ đầu vịt nhá, vải nước đổ đầu vịt. Và con này thì ưu điểm của nó sẽ là hàng tự động các bác này, hàng tự động như này. Các bác thả này nó sẽ vào này. Đấy, hàng tự động rất là tiện luôn. Khi mở ra thì mình chỉ cần đẩy này nó ra này. Đẩy này nó ra con nhá. Hàng rất chắc chắn luôn, nan kép nhá, nan kép cực kỳ dày dặn chắc chắn. Đó, con này thì giá chỉ có 80.000 thôi, giá chỉ có 80.000 thôi nhá, 80.000. Lên mã giúp cho em là ô Nhật nhá. Con này thì các bác lên cho em là ô Nhật, giá sẽ là 80k. Còn con kia nó sẽ là một cái dòng ô nhỏ, ô nhỏ. Nên các bác lên cho em là ô mini. Còn con này thì các bác lên cho em là ô Nhật, ô Nhật tự động, giá sẽ là 80.000 cho một con ô Nhật tự động như này, giá sẽ là 80k. Con này thì khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ tự động gập vào, bật ra và gập vào thì nó sẽ tự động. Các bác chỉ cần đẩy sau đó thì mình dồn vào là xong. Đó. Lên mã giúp cho em là, các bác lên cho em là ô, lên cho em là ô 80 nhé, ô 80, giá của nó sẽ là 80k cho một con ô như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lấy giấy tai bằng đèn nhé, lấy giấy tai bằng đèn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, giá sẽ là 60k. Lên cho em là lấy giấy tai đèn này. Đó, giấy tai đèn, giá của nó sẽ là 60k trong bộ lấy giấy tai đèn như này nhá. Giấy tai đèn giá sẽ là 60.000. Ở đây nó sẽ kèm sẵn cho các bác pin luôn,
rồi các cái đầu lấy đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, nó rất là tiện dụng và giá thì khá hợp lý nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là cái này là cái đầu gắp này, cái này đầu gắp này, đầu gắp này có cũng có sẵn pin luôn nhá. Đấy, đây đầu gắp có sẵn pin luôn, về nhà các bác chỉ cần nhấn cái pin này ra xong này, nhấn cái công tăng này, đây rất sáng luôn nha các bác, dùng để mình lấy dây tai thì tuyệt vời luôn. Đấy, nó sáng như này rất là hay luôn. Đó, nó sáng này các bác gắp trực tiếp trong tai luôn nhá. Đây là cái đầu gắp này. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu lấy dây tai, thì nó sẽ có cho các bác là hai viên pin. Các bác có sẵn pin cho các bác rồi. Đấy, có sẵn pin, về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em xong. Đó. Combo cho các bác có cả pin cho các bác luôn. Nói chung là con này rất là tiện đấy các bác. Đấy, rất là tiện. Và giá thì chỉ có 60.000 thôi. Bây giờ các bác đi mua một đôi pin này đã mất mấy nghìn rồi. Thế mà đây combo cả bộ cũng chỉ có 60.000 thôi. Các bác lắp pin vào cho em. Còn tặng kèm cho các bác thêm cả 3 viên pin nữa để các bác sử dụng khi mà mình đấy, đây ngoài. Các bác lắp pin thì lưu ý là lắp đúng chiều cho em nhé. Lắp đúng chiều cho em để tránh cái việc là nó không lên. Đấy, nó không lên thì các bác đảo chiều lại cho em, lắp pin vào, xoáy vào cho em này. Xoáy vào. Đấy, xoáy vào cho em như này. Đấy, bật lên này. Đấy, nó có đèn sáng luôn nhá. Có đèn sáng luôn. Sau đó thì về nhà các bác lắp thêm cho em cái đầu lấy dây tai này vào. Đây nó sẽ là cái bộ này của nó sẽ là hai đầu nhá. Bộ này của nó sẽ là hai đầu như này. Đây, hai đầu này các bác xoáy vào phát là nó sáng trưng luôn. Đấy, nó dẫn vào trong tai nhá. Đây. Ví dụ đây là trong tai các bác này, đấy nhá. Đây em mô phỏng cho em xem, đây là trong tai này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, rất là sáng nhá. Đây nhá, bình thường không có gì thì tối om các bác không nhìn thấy gì nhá. Đây là cái lỗ tai nhá. Các bác cho vào các bác lấy này. Lấy đầu sáng đấy luôn nhá, lấy đầu sáng đấy luôn. Đó, xoáy ra này. Rất là tiện. Đấy, và tắt đi. Xoáy ra tắt đi, lắp vào trong tắt đi, lắp vào trong ấy. Nó sẽ có hai chế độ. Đấy. Cái này thì có công tắc này các bác này. Đấy, công tắc này các bác tắt cái công tắc ở đuôi này. Đây. Đấy. Công tắc ở đuôi này, bật lên này, tắt đi này. Đó. Và nó sẽ có hai đầu lấy nhá, hai đầu lấy để các bác thay thế này. Đây nó sẽ là một cái đầu lấy như này, đây. Em cũng mô phỏng cho bác xem luôn đây nhá. Đấy, tối om nhá. Cho vào này. Đấy, sáng chưa? Vào đây không? Đấy, cho vào là sáng trưng luôn. Sáng trưng trong tai này luôn, là nó có đèn dọi này rồi. Là cứ thế các bác lấy thôi nhá. Cứ thế các bác gấp ra. Đó. Rất là ok. Thì lên cho em là lấy dây tai đèn nhá. Đấy. Lấy dây tai đèn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một con lấy dây tai. Dây tai đèn như này. Đó, 60.000 cho một con lấy dây tai đèn như này các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi. Giá thì chỉ có 50.000 cho một con tỉa lông mũi như này thôi. Con này thì siêu tiện dụng luôn. Đấy, con này rất đơn giản, cơ chế của nó sẽ là cơ chế lưỡi bên trong nhá. Các bác cứ bấm như này thôi, cứ bấm này là ok này. Bấm này là nó sẽ tỉa thôi. Đấy, bấm này nó sẽ tỉa này con này. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Và giá thì rất là hợp lý nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, chỉ có 50.000 thôi. Các bác lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi giá sẽ là 50.000. Các bác lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Đó, tỉa lông mũi. Tỉa lông mũi giá thì sẽ là 50.000 cho một cái bộ tỉa lông mũi như này, rất là tiện dụng này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái lọc rác nhá, lọc rác như này. Cái này thì nó vừa phù hợp với hết các loại chậu, cho nên các bác về các bác cứ thế là sử dụng thôi. Các bác bỏ vào trong cái chậu rửa bát cho em, chậu rửa bát hoặc là các cái chậu thoát sàn đều ok hết nhá. Thì khi mà rác giữa các thứ là nó sẽ chảy xuống đây, nó rất là tiện, thì các bác chỉ cần rón lên như này là mình đổ đi thôi, nó rất là tiện và sạch sẽ. Lên cho em là lọc rác, giá sẽ là 15.000 nhá. Đấy, 15.000 cho một cái lọc rác như này. Đấy, lên cho em là lọc rác, giá sẽ là 15.000 nhá. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá, những cái lọc rác truyền thống thì nó sẽ không sạch được và nó sẽ khó sử dụng. Đây con này thì nó rất là tiện. Các bác chỉ cần đặt vào này xong, rác rưởi nó trôi hết vào luôn. Sau đó thì mình chỉ cần đổ nhẹ đi là nó sẽ đi hết luôn nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đấy. Đấy, những cái lọc rác truyền thống là nó sẽ hay bị tắc. Đấy, nhưng con này lọc thì cực kỳ là ok luôn. Đấy, có này các bác chỉ cần cho vào là xong, nó rất là tiện. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý đây. Đấy, đặt vào như này. Con này thì nó vẫn chảy, nhưng mà con kia thì ok luôn. Đó, rác dưới cặn bã là nó chảy hết luôn. Đặt xuống phát là xong. Đấy, nó chảy vào phát là mình chỉ cần rón lên mình đổ là xong. Đó, thấy không? Lên cho em là lọc rác, giá sẽ là 15.000 một chiếc như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm pin đó là cái đồng hồ điện tử nhá. Các bác lên cho là đồng hồ điện tử T8 nhá. Đấy, đồng hồ điện tử T8.
lên cho em là đồng hồ T8 nhá, đồng hồ T8 giá của nó sẽ là 170k, 170k cho một con đồng hồ T8 như này. Đấy, đồng hồ T8 giá sẽ là 170k đó, lên cho em là đồng hồ T8 giá của nó sẽ là 170k nhé. Thì đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một con đồng hồ như này, kèm thêm cho các bác là hai cái dây đeo như này, và một cái cáp sạc nhá, một cáp sạc hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Hàng 100% là hết pin, về nhà trước khi dùng là các bác phải sạc pin cho em nhá. Đấy, hàng này nó vận chuyển từ nước ngoài về cho nên là 100% là hết pin. Em nói thẳng luôn là hết pin nhá, về nhà các bác phải tự sạc vào nhá. Đấy, đây là con này em cũng phải lôi ra em sạc mẫu cho các bác xem. Đó, 100% thân của nó đều là bằng hợp kim hết nhá, đều bằng hợp kim hết. Về nhà các bác lắp ấy thì lắp ở đây cho em. Đấy, các bác đẩy bên này nó sẽ vào này. Đấy, đẩy này nó sẽ vào. Lắp cái phần dây nhá, phần dây của nó thì nó sẽ là bằng dây cao su mềm. Đó, và có một cái đế sạc như này. Ở đây thì các bác sử dụng thì các bác ấy cái này cho em này, nhấn cái nút nguồn này này. Đấy, nhấn nút nguồn này nó sẽ lên nhá. Lưu ý các bác là về nhà các bác phải tự sạc pin vào cho em nhá. Đó, tại vì là con này nó sẽ là hết pin, về nhà các bác tự sạc vào cho em. Đó, rồi ok. Đấy, đã có pin này. Đấy, vào đây. Các bác chỉ cần là bật lên là xong. Đó. Con này thì nó sẽ là một con đồng hồ điện tử như này. Đấy, các bác có thể sử dụng thoải mái luôn các chức năng này. Đo nhịp tim này, nhịp chạy rồi xem giờ này. Các cái ứng dụng của nó rất là nhiều luôn các bác nhá. Đấy. Rất nhiều ứng dụng rất là hay ho này. Đó, đây. Rất nhiều ứng dụng luôn nhá. Thoải mái thả ga cho các bác lựa chọn luôn. SOS rồi các kiểu con là điều luôn nhá. Đo nhịp tim cho các bác xem nhá. Đây. Đấy, đặt lên tay như này. Đấy là nó sẽ chạy, nó sẽ đo nhịp tim cho các bác luôn này. Đó, đo nhịp tim luôn. Rất là tiện dụng các bạn. Đấy, nhịp tim của em là 81 đây các bác này. Đấy, 81 nhá. Đấy, bác nào biết về cái cách nhịp tim như nào thì các bác giúp cho em tí để em nắm được nhá. Đấy là thông số nó nảy như vậy là như nào thì các bác biết được, các bác chỉ cho em. Đó. Rồi đo bước đi, bước chạy, rồi đo nhịp tim, rồi đo huyết áp các kiểu con đà điểu luôn. Ngoài ra các bác có thể lắp sim để mình nghe gọi được. À không, con này thì không lắp sim nghe gọi được các bác nhá. Đấy. Con này thì chỉ là đồng hồ đo huyết áp thôi, con này thì không lắp sim nghe gọi được. Đấy. Con này nó chỉ là một dạng đồng hồ thông minh thôi. Đấy, rất là tiện luôn. Không có lắp sim nhưng các bác có thể kết nối vào điện thoại được, thì cái tính năng kết nối điện thoại đây, cái này thì em không bảo hành đâu nhá, không có chuyên sâu về cái tính năng đấy cho nên là các bác phải tự mày mò thôi. Đó, rất là đẹp luôn, rất nhiều nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cho một con đồng hồ như này, 170.000 rất đẹp luôn. Có cái đốc sạc này, về nhà các bác cắm cái củ sạc điện thoại nhà mình này, và nó sẽ có cho các bác là hai cái quai đeo nhá. Đấy, quai đeo các bác cho vào rồi ok. Đấy, về nhà các bác sạc pin cho em nhé. Hàng này bên em bán đều nó là hết pin hết nha, về nhà các bác tự sạc nhá. Lên cho em là đồng hồ T8 nhá, giá sẽ là 170.000 rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con áp đảo chiều nhá. Áp đảo chiều, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Con này thì của nó sẽ là 63A nhá, 63A, điện của nó lên tới 400V, 400V luôn các bác nhá. Đấy, con này công suất cực kỳ lớn luôn. Công suất của nó sẽ là 63A. Các bác lên cho em là áp đảo chiều. Đấy, con này thì đấu nối cực kỳ đơn giản thôi. Nếu các bác không biết đấu nối thì có thể liên hệ kết bạn Zalo để em gửi cái sơ đồ cho các bác, hoặc là bác nào mà không có chuyên môn thì cứ gọi thợ điện lên họ đấu cho. Đấy, cho nó chuẩn chỉ các bác nhá. Lên cho em là áp đảo chiều nhá. Áp đảo chiều. Giá thì sẽ là 110.000. Đó, áp đảo chiều này. Giá của nó sẽ là 110k cho một con áp đảo chiều như này, 110.000. Công suất của nó sẽ là 63A nhá, 63A. Đấy, thì con này cái tính ứng dụng của nó thì các bác dùng điện gia đình là ok rồi. Và tính ứng dụng của nó thì sẽ là sử dụng cho máy phát điện này, hoặc là hai motor, hai công tơ này. Nhà bác nào hai công tơ, ví dụ như là nửa tháng đầu thì dùng cái công tơ 1, nửa tháng sau thì dùng cái công tơ 2, thì các bác sử dụng cái con này cho em. Nó rất là tiện, có sơ đồ đấu nối rất đơn giản cho các bác thôi. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là áp đảo chiều, giá của nó sẽ là 110.000 cho con áp đảo chiều như này. Các bác có thể dùng hai công tơ nhá, dùng hai công tơ hoặc là dùng máy phát điện đều ok hết, 110.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dao Wattbo, hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật nhá. Thì bên shop về cái mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là nó sẽ có cho các bác là hai loại, một loại là mũi nhọn và một loại là mũi vuông. Đó, đây nó sẽ là một con dao Nhật cực kỳ chất lượng như này, hàng nguyên đai nguyên kiện này, hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới tinh luôn. Đấy, nó sẽ có các bác lên cho em là dao nhọn hoặc dao vuông. Đấy, dao nhọn hoặc dao vuông.
nó sẽ có hai mẫu như vậy. Đây. Đấy thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đây, đây. Con này thì nó sẽ là một con mũi vuông như này nhá. Con này thì bên em gọi nó là mũi vuông. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30 cm. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Đấy. Đây em sẽ test trực tiếp cho các bác xem cắt dây bóng nhá, cắt dây bóng này. Đấy. Hàng siêu bén cho các bác luôn, hàng siêu bén. Đây, test trực tiếp cắt dây bóng các bác này. Rất là ngon luôn nhá. Đấy. Bình thường nếu mà một con dao mà để cắt được một cái dây bóng như này thì không hề là đơn giản chút nào đâu các nhá, không hề đơn giản đâu. Đấy, nhưng mà em cắt rất là ngon luôn các nhá, cắt rất là ngon luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao vuông nhá, dao vuông. Con này thì có lên cho em là dao vuông. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho con dao vuông như này. Đấy, lên cho em là dao vuông nhá, giá của nó sẽ là 180k. Đó, lên cho em là dao vuông này, đó. Dao vuông, giá của nó sẽ là 180k cho con dao vuông như này nhá. 180.000 cho con dao vuông như này. Đấy. 180k nhá. Con này là dao vuông này. Tiếp theo thì các bác lên cho em. Đấy, con này nó sẽ là một con dao nó mũi nhọn này. Đấy, một con mũi vuông và một con mũi nhọn. Con này thì các bác lên cho em là dao nhọn nhá. Đấy, lên cho em là dao nhọn. Đây. Các bác lên cho em là dao nhọn này. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác một con dao nhọn như này, giá rất hợp lý luôn, 175.000. Nếu bác nào mua từ hai mua một cặp này thì bên em sẽ tính cho bác là 350 và bao ship nhá, 350 bao ship. Đấy, đây, con này thì nó sẽ là dòng mũi nhọn như này nhá, mũi nhọn như này. Hai con thì độ bén đều là như nhau nhá, độ bén đều như nhau, độ bén đây khỏi phải bàn rồi. Kích thước đây, đấy, dao của nó hoàn toàn là bằng thép hết, hàng thương hiệu Wabo Japan này, dao bằng thép hết nhá. Rất bén luôn, các bác dọc được dây bóng như này là các bác biết rồi. Đấy. Một con dao bình thường thì không bao giờ có thể dọc được dây bóng nhá. Phải là dòng siêu bén thì mới dọc được dây bóng như này. Đấy, bác thấy không? Đây. Phải là dòng dao siêu bén nhá, con dao bình thường là không dọc được đâu. Lưu ý các bác vậy luôn. Đấy. Dao bình thường là không có thể dọc được, phải dòng siêu bén thì mới dọc được nhá. Đấy, siêu bén thì mới dọc được. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái dao. Con này là sẽ là dao nhọn nhá. Các bác lên cho là dao nhọn, giá sẽ là 175.000. Đó. Dao nhọn, giá của nó sẽ là 175k nhá. 175k cho con dao nhọn như này. Đấy. Thì nó sẽ có hai mẫu dao nhọn và dao vuông. Đây. Đây con này, đấy một con là vuông và một con là nhọn. Con này là vuông này và con này là nhọn này. Đây, mũi nó nhọn như này, còn con này mũi nó vuông này. Nếu bác nào mua từ hai con này thì bên em sẽ tính cho bác cái giá là 350k nhá. 350k cho hai con này và bao ship nhá. 350.000 cho hai con dao này và bao ship này. Đó, 350.000 và bao ship cho hai mã như này. Đó. Thì lên cho em là dao nhọn hoặc dao vuông các bác nhá. Dao nhọn hoặc dao vuông. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con máy hút thổi bụi nhá. Con này thì siêu khỏe luôn, cả hút cả thổi bụi được luôn. Đây. Hút rất là khỏe luôn các nhá. Đấy, hút rất là khỏe luôn các này. Đấy. Con này thì hút siêu khỏe luôn. Đây, một cái biển to như này nó còn hút được là các bác biết rồi này. Đấy. Con này hút rất là khỏe luôn. Đấy, về nhà nếu mà hết con nào hết pin thì các bác sạc pin vào chưa? Con này nó hết pin mất rồi. Đó, hàng vận chuyển từ bên Nhật về nhiều khi nó hết pin luôn nhá. Đây, hàng made in Japan con này, made in Japan. Hàng vận chuyển từ Nhật về nhiều khi nó hết pin nhá. Đó, đây con. Rất là khỏe luôn. Đây, một cái biển như này nó còn hút được là các bác biết rồi. Đấy, cái biển này nó còn hút được các bác này. Đấy. Giữ luôn cả cái biển này là các bác biết rồi. Đó. Độ hút của nó rất là mạnh luôn nhá, rất là mạnh luôn. Đó. Giá thì đợt này hàng về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là máy hút thổi bụi nhá. Đấy. Máy hút thổi bụi. Đó. Hút cực kỳ là khỏe luôn này các bác. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Các bác thấy không? Đây. Hút cái biển này là rất là khỏe rồi. Đó. Ở đây thì nó sẽ có đầu nối dài như này để các bác đưa vào ví dụ như là mình bàn phím máy tính này rồi các cái vị trí khác nữa, bàn phím máy tính rồi các cái khu vực nào mà mình cần hút này. Tiếp theo đến cái đầu thổi thì các bác lắp cái đầu thổi này vào cho em này. Đầu thổi này thì các bác có thể dùng để bơm phao, bơm bóng, bơm các cái loại đều ok hết nhá. Đây, đây các bác này. Đây, bơm này. Đấy, bơm lên này. Đấy các bác thấy không? Bơm phao, bơm bóng đều được nhá. Đây, đấy. Căng đét luôn nhá. Đấy, căng đét này đẹp luôn, các bác thấy không? Đó. Căng đét luôn, các bác thấy không? Đó. Thì con này vừa hút vừa thổi luôn, nó rất là tiện. Đây có cái đầu bơm như này. Có các cái đầu to đầu nhỏ như này. Đây, đầu to đầu nhỏ này. Các bác vừa để hút thổi này. Đấy, cả một cái đầu to khự này để các bác có thể thổi bụi này. Đây. Đấy. Các bác thấy không? Đây. Đấy, bụi này, thổi này. Gió rất là mạnh luôn nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là máy hút thổi bụi con này thì bên shop đợt này về cho bác cái lô này giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Máy hút thổi bụi giá của nó sẽ em đang bán là 180.000 nhá. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 170.000 thôi. Máy hút thổi bụi nhá. Đó. Máy hút thổi bụi này. Hút thổi bụi giá của nó sẽ là 170k nhá, 170k. Đó. 170.000 cho một con máy hút thổi bụi như này, giá siêu tốt cho bác luôn, 170.000 các bác nhá. 170.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
bình thể thao nhé. Các bác lên mã giúp cho em là bình thể thao. Dung tích của nó sẽ là 1 lít và giá thì siêu sốc cho bác luôn, giá siêu sốc cho bác luôn. Đây, một con bình thể thao như này, dung tích là 1 lít và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 80.000 cho một con bình như này thôi. Hàng rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Inox 304 sáng bóng, bên ngoài thì nó sẽ là dòng sơn tĩnh điện, màu mè các thứ rất là đẹp luôn. Bên ngoài thì sơn tĩnh điện này, bên trong của nó thì sẽ là nắp gioăng này, nắp gioăng cao su hết nhá và có lưới lọc nhá. Inox 316, một trong những cái dòng inox siêu xịn và siêu chuẩn luôn để các bác sử dụng nhá. Giữ nóng giữ lạnh luôn. Đây, inox 316 này, giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng. Đây là mặc định của nhà sản xuất nhá. Còn em thì em chưa test nhưng mà em cũng bán khá là nhiều rồi. Đây, có lưới lọc như này. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Dung tích là 1 lít, vừa sinh để các bác sử dụng nhá. Một ngày thì các bác uống thấp nhất cho em là 2 bình này, tức là 2 lít là ok. Một ngày thấp nhất các bác phải uống khoảng được 2 lít nước nhá, 2 lít nước. Dung tích của nó sẽ là 100 ml các bác này. Đây. Đấy, 1000 ml tức là 1 lít này. Đấy, 1000 ml này, 1 lít này. Đó. Bình rất là đẹp luôn, màu sắc đẹp nhá. Inox 316 cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là bình thể thao, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k thôi. Lên cho em là bình thể thao nhá. Đó. Bình thể thao này. Bình thể thao dung tích của nó sẽ là 1 lít và giá thì chỉ có 80k thôi nhá. 80k. Đây, kích thước của nó sẽ là 8 x 8 x 29 này, chiều cao là gần 30 cm. Đấy, và dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Đấy, 1 lít, rất là ok luôn. Giá thì chỉ có 80.000 cho con bình thể thao này thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái ly nhiệt nhá. Các bác lên cho em là ly giữ nhiệt nhá. Đây, nó sẽ là một con ly giữ nhiệt như này và có kèm cho các bác cả nắp luôn. Thì các bác có thể để dùng để mình uống nước trực tiếp này, hoặc là các bác có thể là dùng để uống rượu, uống bia này. Bình thường thì nó sẽ tặng kèm cho các bác một cái ống hút như này. Đấy, tặng kèm cho các bác một cái ống hút này, các bác cắm vào này. Đấy, cắm vào đây mình hút này. Đấy, nếu các bác không muốn uống thì mình hút như này. Đấy, màu inox sáng bóng cực kỳ là đẹp luôn, màu inox sáng bóng cực đẹp luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng xuất Mỹ này, American các bác này, American này. Đấy, American, hàng xuất Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn, có nắp đậy như này. Có nắp đậy này nhá. Đấy, nắp đậy như này. Không thích hút thì các bác có thể mở ra để uống ở đây, mở ra để uống ở đây nhá. Hoặc là các bác có thể mở nắp trực tiếp như này. Đấy, ví dụ các bác dùng để mình không dùng ống hút thì mình dùng để uống bia, uống rượu cho trực tiếp ở đây cho em. Hàng inox 304 hai lớp nhá, bên trong là hút chân không, cách nhiệt cực kỳ tốt luôn, uống rượu, uống bia, uống nước đá không bao giờ lo bị thỏa nhiệt ra ngoài nhá, giữ nhiệt tốt và mình dùng thì nó rất là sạch sẽ. Ví dụ các bác dùng uống bia, cứ mua cho em 5-10 cái như này về có uống bia. Con này thì dung tích của nó sẽ là 600 ml nhá, 600 ml luôn. Đấy, đây, dung tích của nó sẽ là 600 ml này. Đấy, dùng để uống rượu, uống bia các thứ cực kỳ là chất lượng luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng Nhật. Hàng Nhật xuất Mỹ nhá, American các bác này, American, hàng Nhật xuất Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, có cả nắp đậy như này các bác uống. Đấy, có thể là lắp ống hút vào đây này, hoặc là các bác có thể dùng để mình bật cái này ra uống trực tiếp này, hoặc là mở hẳn nắp ra. Đấy, có tặng kèm các bác một cái ống hút như này, tặng kèm một ống hút như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ly giữ nhiệt nhá. Ly giữ nhiệt giá của nó sẽ là 70k cho một con ly giữ nhiệt như này. Lên cho em là ly giữ nhiệt nhá. Ly giữ nhiệt này, đó. Ly giữ nhiệt hoặc là cốc giữ nhiệt cũng được này. Giá của nó sẽ là 70k nhá. Ly hoặc là cốc giữ nhiệt nhá. Đấy, ly hoặc là cốc giữ nhiệt giá của nó sẽ là 70.000 cho một con ly hoặc cốc giữ nhiệt như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy cam nhá, giấy cam. Đây. Đấy, nó sẽ là một bịch như này nhá, một bịch như này. Và về nhà thì các bác chỉ cần là giật cái đít này ra thôi, giật cái đít này ra sau đó thì các bác bóc ra. Giấy của nó siêu dai, siêu mềm luôn, siêu dai, siêu mềm luôn. Đấy, một bịch này của nó là lên tới là mấy trăm tờ luôn, thoải mái các bác sử dụng này. Đấy, một bịch của nó là mấy trăm tờ luôn, chỉ cần giật cái đít này ra là xong. Đó, giấy ba lớp cực kỳ dày dẫn và dai, giấy cực kỳ là ngon luôn. Lên mã cho em là giấy cam nhá. Này thì bên em sẽ bán là 40k cho một bịch như này nhá. 40k trên một bịch như này. Còn bác nào lấy cả thùng thì của nó sẽ là 4 bịch là 150.000 nhá. 150k. 150k trên một thùng là một thùng của nó là 4 bịch nhá. Một thùng là 4 bịch luôn. Đó, một thùng của nó sẽ là 4 bịch. Còn mua lẻ thì sẽ là 40.000 trên một bịch như này. Đấy, bình thường nếu các bác mua một cái bịch giấy đẻo thôi đã cũng phải là 25-30.000 rồi. Đây mà cả một cái bịch này cả nghìn tờ luôn. Đấy, giấy cực kỳ dai, mềm giấy và chắc chắn luôn. Đấy, giấy rất là ngon. Các bác có thể dùng để trong toilet, nhà tắm, nhà vệ sinh để mình sử dụng này. Đây, bóc ra cho em này. Sau đó thì mình rút ra này. Đấy, rút ra. Đây, nó sẽ là dạng giấy như này các bác này. Đấy. Đây. Hàng siêu dai luôn, giấy siêu dai này các bác nhá. Đấy. Các bác có thể dùng trong toilet này, dùng giấy ăn này, nhà tắm, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đó, đây. Giấy của nó rất là dai luôn. Đấy. Rất là dai, giấy như này dùng rất là đã nhá. Dai mềm giấy nhá. Giấy dai mềm giấy các bác thấy không? Đây. Đấy, giấy rất là dai này.
dai giấy mềm giấy dùng rất là đã luôn đó. Và đây các bác cứ rút đây này là xong đó, rút này thì nó sẽ ra nối như này nhá. Đấy, rút này nó lại ra nối như này rất là tiện này, các bác dùng để ăn uống này, nhà tắm, nhà vệ sinh, rồi nói chung là ăn uống cỗ bàn rất là tiện luôn. Giá thì 40k cho một bịch như này nhá, 40.000 cho một bịch như này. Đấy, các bác có thể đeo trực tiếp lên nhà tắm, nhà vệ sinh đấy, hoặc là toilet này. Đấy, đeo lên toilet như này, lúc nào dùng thì mình rút như này nhá, dùng mình lại rút này rất tiện cho em này. Đấy, dùng thì mình rút này, rút tờ nọ nó lại nối tờ kia ra như này, rất là tiện luôn các bác theo đó, rất là tiện nhá. Giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là giấy cam nhá, giấy cam 40.000 một bịch như này. Đấy, lên cho em là giấy cam nhá đó, lên cho em là giấy cam, giá của nó sẽ là 40k trên bịch như này. Và mua cả thùng thì sẽ là 150.000 cho một thùng 4 bịch. Còn mua lẻ thì sẽ là 40.000. Đấy, mua cả thùng thì tính ra là 4, 4, 16 thì rẻ hơn 10.000. Đấy là 150.000 bịch như này. Đấy, cái giá 40.000 này là giá quá tốt rồi. Rồi, ok. Hello chào anh em và các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Điện hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các bác cứ mua đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship. Còn nếu mà dưới 200 thì các bác cộng vui lòng cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái băng dính điện các bác này, băng dính điện. Hàng thì nó sẽ là hàng về theo lô như này nhá, hàng về theo lô như này. Đấy, đủ màu, đủ mẫu, đủ loại cho bác luôn. Màu sắc thì chủ yếu nó vẫn là màu ghi và màu đen nhá, là hai cái màu chủ đạo các bác ạ. Băng dính của bên em thì nó sẽ là bằng hàng bãi nội địa Nhật, siêu dai, siêu dính, siêu mỏng và siêu bền cho các bác luôn. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng made in Japan như này các bác này. Đó, made in Japan. Đây. Các bác này, đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Giá thì sẽ là bên em bán theo cân và bán theo quận nhá. Đấy, quận vừa vừa thì giá của nó sẽ là 10.000 một quận. Còn quận nhỏ thì sẽ là 5.000 một quận nhá, 5k cho một quận. Đây. Đấy thì nó sẽ có hai mẫu. Đây, mẫu nhỏ này là 5.000 này, mẫu to là 10.000 này. Đấy. Mẫu nhỏ là 5.000 một quận và mẫu to là 10.000. Ngoài ra thì bên shop sẽ bán theo cân ký nhá. Hàng thì băng dính của nó sẽ là hàng băng dính siêu mỏng, siêu dai luôn. Đây, siêu mỏng, siêu dai và siêu dính luôn các bác nhá. Đấy, siêu mỏng, siêu dai, siêu dính luôn. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Thì các bác lên cho em là băng keo điện nhá. Băng keo điện này, lên cho em là băng keo điện. Băng keo điện này, băng keo điện giá thì bên shop bán theo cân nhá, bán theo cân. Một cân của nó sẽ là 80.000. Đấy. Một cân sẽ là 80k một cân nhá, 80k trên 1kg này. Đấy, còn nửa cân này, nửa cân thì 1,2kg thì giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k đó, 45.000 cho nửa cân. Và mua quận thì quận to sẽ là 10k nhá, quận to là 10k. Quận nhỏ thì giá của nó sẽ là 5k nhá, 5k đó, 5k cho một quận nhỏ. Đây, quận này thì sẽ là quận nhỏ này, và quận này quận to này các bác này. Đấy, tiền nào của đấy thôi các bác nhá, tiền nào của đấy thôi. Đó, thì đó là băng keo điện. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bình xịt nhớt nhá, bình xịt nhớt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Cầm cái bộ đưa đây. Bình xịt nhớt như này và giá thì sẽ là 40k trong cái bình xịt nhớt như này nhá. Bỏ cho anh cái bút khác cho này. Đấy, lên cho em là xịt nhớt, giá sẽ là 40k trong bình như này nhá. 40k trong cái bình xịt nhớt như này. Con này thì hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Con này ưu điểm của nó là khi mà các bác sử dụng ấy thì cái vòi này có thể ngoắt nghéo này. Đấy, vòi này có thể ngoắt nghéo được luôn, rất là tiện ích các bác nhá. Đó, ngoắt nghéo để các bác đưa vào các cái vị trí khó đều ok này. Tiếp theo là con này của nó là thuộc dạng là van đóng trực tiếp nhá. Thì khi nào các bác bóp như này thì van nó mới mở. Còn lại là van luôn luôn ở trạng thái đóng, cho nên là khi các bác sử dụng thì không lo nó bị dầu nhớt nó chảy ra ngoài. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim và sơn tĩnh điện. Bên trong thì bằng hợp kim sáng bóng này, bên ngoài sơn tĩnh điện này. Con này các bác có thể dùng để mình tra dầu, tra nhớt, hoặc là dùng để làm luân chuyển dầu nhớt cũng rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ như này giá của nó sẽ là 40k trong cái bình xịt nhớt này nhá. Bình xịt nhớt giá sẽ là 40.000 các bác này. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước rút từ hãm nhá. Thước rút từ hãm thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, hàng nội địa của Nhật này, Japan các bác này. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là hai mẫu nhá, hai mẫu. Một mẫu là 5m, 5m thì giá của nó sẽ là 40.000 và 7m rưỡi thì giá của nó sẽ là 50.000, nó chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Đó, ưu điểm của dòng này thì rút ra nó sẽ tự hãm nhá. Rút ra tự hãm đây các bác thả vào này. Đấy, và rút ra nó sẽ tự hãm như này thì nó rất là tiện. Đấy, khi rút ra nó sẽ tự hãm cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó. Thì có hai mẫu các bác nhá. Một mẫu là 5m và một mẫu là 7m rưỡi. Đấy, thì con 5m sẽ là 40.000 và con 7m rưỡi là 50.000. Đấy, đó là cái dòng thước rút tự hãm. Đấy, các bác lên cho em là
thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước tự hãm này. Thước tự hãm lên cho em là thước tự hãm nhá. Đấy, rút ra thì nó sẽ tự hãm luôn, nó rất là tiện. Để các bác làm không cần phải giữ tay nó mất công. Đấy, loại 5m thì giá của nó sẽ là 40k. Và thước 7,5m thì giá của nó sẽ là 50k cho một con 7,5m nhá. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác sản phẩm, nó là cái combo cưa kéo cắt cành và cưa gấp cũng như là kéo tỉa nhá. Đấy, combo cho các bác bao gồm là 4 món và giá sẽ là 160.000. 160.000 cho 4 món như này. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái cưa 25 sen này. Cưa 25 sen, hàng của thương hiệu Tozama, made in Japan các bác này. Đấy, của nó sẽ là thép SK5 không dỉ nhá. Đấy thì combo cho các bác 4 món này, bao gồm là một cưa gấp này, một kéo cắt cành này, một kéo tỉa và một cưa lách như này. Đấy, nếu các bác mua combo 4 món như này thì giá của nó sẽ là 160.000 nhá. Đấy, lên cho em là combo cưa kéo, giá sẽ là 160.000. Đấy, 160.000 thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết này. Đầu tiên nó sẽ là con cưa lách này, hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này. Đấy, uốn cong thoải mái nhá. Các bác dùng để mình cưa cây, cưa cành thì khá là ok luôn, khá là ok nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là có cho các bác là một con cưa lách nhá. Con này thì của nó là thép trắng không dỉ này, thép lưỡi cưa này. Đấy, made in Japan các bác này, hàng nội địa của Nhật nhá. Tiếp theo thì con này thì phần cán của nó dài, nó sẽ vào khoảng là đi tổng chiều dài của nó thì nó sẽ là vào đi hơn 30 cm, 33 cm, và nguyên phần lưỡi này thì của nó thì nó sẽ là hơn 20 cm một chút nhá. Đó. Tiếp theo là đến một con cưa gấp này. Con cưa gấp này thì phần cán của nó vào khoảng là 25 cm, hàng thương hiệu Tozama. Đấy, Tozama, made in Japan các bác nhá. Đấy, gấp gọn rất là ngon lành luôn. Đấy thì con này các bác có thể dùng để mình cưa cây, cưa cành rất là ok này. Đấy, rất là ngon cho các bác luôn. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai cưa, một cưa gấp, một cưa lách này. Tiếp theo là một kéo cắt cành này, một kéo cắt cành hàng made in Japan này, thép SK5 không dỉ nhá. Thép SK5 không dỉ cũng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là bao gồm là combo như này, combo như này. Đấy, và một con cưa, một con kéo tỉa nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa dăm này. Tỉa dăm tỉa cành rất là ok luôn, tỉa dăm tỉa cành. Đấy. Thì combo cho các bác sẽ bao gồm cho các bác là 4 món nhá. 4 món như này. Giá sẽ là 160.000. Đấy, 160.000 cho 4 món như này thôi. Giá rất hợp lý các bạn, giá rất hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. Thì lên mã giúp cho em là combo cưa kéo nhá, combo cưa kéo, giá sẽ là 160.000. Đấy. Combo 4 món cưa kéo này. Đấy, combo cưa kéo nhá. Combo này, cưa cộng với lại kéo này, cưa cộng kéo 4 món này. Giá của nó sẽ là 160k nhá, 160k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có bán lẻ nhá. Bán lẻ thì con cưa gấp này giá của nó sẽ là 50.000 này. Đấy, con này là cưa gấp 25 cm, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Cưa gấp này thì có lên tiền là cưa gấp trắng đen, giá sẽ là 50k. Đấy, có bán lẻ luôn. Con này thì sẽ là 50 cành nhá. 50 cành như con cưa gấp trắng đen như này. Còn con kéo cành này thì bên em gọi nó là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k nhá. Đấy. Con này thì các bác lên xem là kéo cành cam, giá sẽ là 70k. Đấy, kéo cành cam này. Kéo cành cam giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k. Còn lại là bán lẻ thì con kéo tỉa inox này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Đó. Còn con cưa lách này thì giá của nó sẽ là 40k cho con cưa lách như này. Đấy, 40k cho con cưa lách như này. Thì các bác nên mua theo combo 4 món như này với cái giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000. Giá thì siêu hời và siêu hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã tiếp theo. Đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái nồi chiên không dầu nhá. Đây, nó sẽ là một con nồi chiên không dầu như này. Dung tích của nó thì nó sẽ là 10 lít cả vỏ các bác, 10 lít cả vỏ như này. Hàng còn mới tinh nguyên đai nguyên kiện này các bác nhá. Đấy, 10 lít cả vỏ cho các bác luôn. Khi các bác sử dụng thì các bác lưu ý là dùng cho em là cả hai bên nhá, cả bên hẹn giờ và bên công tắc này luôn và bên nhiệt này luôn thì mới được nhá. Nếu các bác không vặn nhiệt lên thì nó cũng không hoạt động đâu. Hàng của thương hiệu Camel của Nhật các bác này, Camel của Nhật. Đấy. Và đây thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ, và đây nó sẽ có cho các bác một cái khay như này. Cái khay này để khi mà các bác cho vào thì nó sẽ là đỡ ở trên như này nhá, đỡ ở trên như này. Rất là tiện này. Đó. Dòng này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt thôi. Trong này nó sẽ có một con mai so như này nhá. Một con mai so như này. Đấy, để các bác điều chỉnh này. Và có dơ le đóng ngắt và có quạt gió nhá, có quạt gió phía sau này. Đấy. Và combo, đấy, một cái con nồi chiên không dầu như này. Đấy, rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Dung tích là 10 lít cả vỏ, giá là 4 bao nhiêu nhỉ? Nồi chiên này. 590.000 thôi nhá. Đấy, 590.000 cho một con nồi chiên không dầu như này. Lên mã giúp cho em đó là nồi chiên không dầu, 10 lít cả vỏ. Đấy, nồi chiên không dầu này. Lên cho em là nồi chiên nhá, nồi chiên không dầu.
Đấy, giá của nó sẽ là 590k nhá, 590k. Đấy, dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ, giá thì khá là hợp lý cho bác luôn. 10 lít cả vỏ cho cái con nồi chiên không dầu này các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con dao G49 nhá, dao G49. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Các bác lên cho em là dao G49 nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Wattbo và nó ký hiệu là dao G49, thì các bác lên cho em là dao G49. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho con dao G49 này. Cân nặng của nó thì vào khoảng là 3-4 lạng nhá, khoảng 3-4 lạng. Con này thì các bác dùng rất là tiện này, băm chặt thái đều được. Nó là dòng dao đa di năng và siêu bén luôn các bác này. Đấy, dọc dưới bóng như này là các bác biết rồi, dọc được dưới bóng như này là dòng siêu sắc rồi. Dao này thì các bác có thể dùng để chặt thái gọt đều được hết nhá. Chặt thái rồi các bác dùng để mình gọi là chặt để thái và để băm cũng đều ok hết này. Hàng thì siêu bén, cất đi quay rồi. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, cất đi quay rồi. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là cái dao G49 nhá, hàng siêu bén luôn, nặng khoảng 3-4 lạng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150k. 150k cho một con dao như này. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là dao G49 nhá. Dao này G49 giá sẽ là 150k. 150k. Đấy, cho con dao G49 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví da nhá, ví da bò, hàng cao cấp của Mỹ. Hàng cao cấp của Mỹ bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị và cái giá rất là tốt cho các bác luôn. 120.000 cho một con ví da bò như này. Đó. Hàng made in USA các bác này. Đó, made in USA. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, chất liệu của nó thì 100% là bằng da bò tự nhiên nhá. 100% bằng da bò tự nhiên các bác này. Đấy. Chất liệu 100% bằng da bò tự nhiên. Đấy. Và rất là mỏng luôn. Khi mà mỏng như này thì các bác dùng của nó sẽ rất là êm ái và khi mình ngồi thì nó sẽ không bị cấn lên các bác nhá, không bị cấn lên. Chất liệu 100% da bò tự nhiên luôn, về nhà bao các bác test đốt thoải mái chưa? Đấy, đốt tránh cái chỗ chỉ ra là được nhá. Còn các bác cứ lấy bật lửa lên, nhận hàng các bác cứ chuẩn bị sẵn bật lửa đốt thoải mái cho em nhá. Đấy. Thì giá của nó sẽ là 120k. Lên cho em là ví da bò nhá, ví da bò. Ví da bò, giá của nó sẽ là 120k và sản phẩm thì sẽ có màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy, màu đen và màu nâu các bác này, rất đẹp cho các bác luôn. Màu đen màu nâu như này giá rất tốt cho bác luôn nhá. Lên cho em là ví da bò. Đó, 120.000. Rồi ok. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Nếu các bác mua dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 để ship các bác nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cái lô dây điện Nhật các bác nhá và rất nhiều mã hàng khác nữa. Các bác xem video thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 ship các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái hàng dây điện của Nhật nhá, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu là dây vàng và một mẫu là dây xanh. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Cái mẫu dây vàng này thì chiều dài của nó là từ 20 đến 30 mét nhá, từ 20 đến 30 mét và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000, 190.000. Chiều dài của nó thì từ 20 đến 30 mét, có lô thì 25 mét và có lô thì 30 mét. Nhưng mà thấp nhất thì cũng phải được từ 20 đến 25 mét các nhá. Đấy, và đây. Ổ cắm của nó cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy. Và đây thì nó sẽ là một cái dòng ổ đúc nhá, ổ đúc chống va đập này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Made in Japan nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 190.000 thôi. Và có đèn báo các bác này, có đèn báo, dây này của nó sẽ là dây 1.5 nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây các bác lên mã giúp cho em đó là dây vàng, giá thì sẽ là 190k. Đó, lên cho em là dây vàng nhá. Dây vàng này, giá của nó sẽ là 190k. Và chiều dài thì từ 25 đến 30 mét nhá, giá sẽ là 190.000. Lõi của nó thì sẽ là khoảng 1.5. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái dây xanh nhá. Dây xanh thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là combo là 5 mét này, 10 mét và 30 mét nhá. 5 mét, 10 mét và 30 mét. Dây này của nó thì nó cũng là dòng dây ổ đúc có đèn báo này, dây ổ đúc có đèn báo và dây thì nó sẽ là dây của Nhật đây. Đấy. Thì
Thứ nhất là Japan này, nó Japan này, CU này là bằng đồng này, công suất là từ 300 đến 500 V này, FA 2.5, tức là dây 2.5 nhá. Đây. Đấy, dây 2.5. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác theo combo. Đấy, dòng này thì nó cũng là dòng ổ đúc nhá, và nó sẽ có 3 chân cắm như này. Kết nối của nó thì khá là tốt luôn. Đó, khá là tốt luôn các bác, rất là chắc chắn luôn. Đó. Giá thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá như sau. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là theo theo mét nhá. Đấy. Thì dây 5m của nó này, 5m thì sẽ là 220k và bao ship này. 10m thì sẽ là 330.000 này, 330k nhá. Và 30m thì sẽ là 650.000. 650k. Đấy, nó sẽ đắt gấp 3 lần cái dây thường kia, cho nên là các bác tiền nào của đấy thôi, các bác cứ lựa chọn cho nó hợp lý nhá. Dây thì cũng rất là mềm luôn, dây của nó dây siêu mềm như này. Con này thì các bác có thể dùng để hàn xì, để chiến công trình, rồi nói chung là làm đa di năng được hết. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây lên mã giúp cho em đó là dây xanh nhá, dây xanh và dây vàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là túi du lịch à. Lên cho em là túi du lịch nhá, bỏ anh cả cái túi da cái ra đây luôn. Đấy. Lên cho em là túi du lịch nhá, có quai đeo quai sách như này. Đấy. Giá thì bên shop bán theo một cái túi như này, giá của nó sẽ là 100 con này bao nhiêu nhỉ? Con này hai cái bằng nhau à? Các bác lên cho em là túi du lịch nhá. Đấy, túi du lịch vải này. Con này thì nó sẽ là bằng vải chống nước, cho nên là lên cho em là túi du lịch vải. Túi du lịch vải giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho con túi du lịch vải như này. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 45, chiều rộng là 25 nhá. Dài 45, rộng 25 và cao 25. Đó. Lên cho em là túi du lịch vải này. Đấy. Túi du lịch vải, giá của nó sẽ là giá của nó sẽ là, con này là túi hay ba lô nhỉ? Ba lô du lịch nhá. Lên cho em là ba lô du lịch nhá. Đấy. Ba lô du lịch này, ba lô du lịch, giá của nó. Các bác lên cho em là ba lô du lịch nhá. Ba lô du lịch. Giá của nó sẽ là 100, đang bán 130 về cho bác, giá còn 120.000 nhá. 120k cho con ba lô du lịch vải như này. Đấy, chất liệu của nó bằng vải chống nước nhá. Bằng vải chống nước. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn phụ nhỏ này. Đấy, một cái ngăn phụ nhỡ này. Đó. Tiếp theo là sẽ có hai ngăn bên hông, và cái một ngăn hông này thì các bác có thể dùng để mình bỏ đôi giày, đôi dép vào đây. Đấy, rất là tiện này. Và cái ngăn này thì để các bác treo vào ba lô này, và ngăn nhỏ này thì các bác để các thứ linh tinh này. Đấy. Và rất hợp lý cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên cho em là túi du lịch vải nhá. Túi du lịch vải giá sẽ là 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái ba lô du lịch bằng bằng da như này các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là ba lô du lịch bằng da nhá. Đấy, nó sẽ là bằng da như này. Kích thước của nó thì nó cũng như con kia thôi. Đó, như con kia thôi. Và chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 40. Chiều ngang thì 20-25 nhá. Đó, và nó cũng là một con túi như này. Con này thì nó gọn nhẹ hơn và cũng có quai đeo như này nhá. Có quai đeo như này. Con này thì chất liệu của nó bằng da nhá. Chất liệu của nó bằng da đây. Đấy, và giá thì sẽ là 130.000. 130.000 cho một con túi như này. Rất đẹp, rất lịch sự, các bác có thể dùng để mình đi du lịch này. Đấy, đi du lịch, đi công tác, đi chơi, đi học hành đều mang đi được hết. Nó rất là đẹp và lịch sự các bác nhá. Con này thì cái thiết kế của nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều so với con kia. Đấy, nó chủ yếu là dòng có một ngăn thôi. Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là ba lô du lịch da nhé. Đấy, một con là bằng vải, một con là bằng da. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Con này thì sẽ là 130.000. Đó. Đấy. Lên cho em là ba lô da nhé. Ba lô da. Giá sẽ là 130.000. Đó. Ba lô da này. Đó. Ba lô da. Giá của nó sẽ là 130k nhé. 130k. Con bằng da này là 130.000. Còn con bằng vải này thì giá của nó sẽ là 120.000 luôn nhé. Con bằng vải này sẽ là 120.000, con bằng da này là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm rất đẹp, đó là cái ly bằng đồng nhá. Đấy, cái ly bằng đồng như này, một cái ly nhỏ bằng đồng này các bác này. Đấy, các bác có thể dùng để mình để trên ban thờ này. Đó, để trên ban thờ, hoặc là dùng để mình cúng dỗ thì mình rót rượu này, rồi nói chung là dùng để làm ly uống rượu cũng được. Nó rất là nhỏ gọn xinh xắn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Giá rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Đấy, một cái con ba lô rất là đẹp như này. À, một cái con ly đồng như này. Đấy, các bác lên cho em là ly đồng nhá. Đấy, lên cho em là ly đồng. Đấy, ly đồng rất là đẹp. Con này thì nó không có to và cũng không có dày đâu nhá. Nó vừa phải thôi. Nó vừa phải thôi các bác nhá. Giá thì đấy các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, nghe cái tiếng kêu của nó thấy thích rồi. Lên cho em là ly đồng nhá. Ly đồng.
giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là ly đồng nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 30k cho một chiếc như này, 30.000 cho một chiếc ly đồng như này. Đấy, nó chỉ bằng hai ngón tay này thôi nhá. Chỉ bằng hai ngón tay này thôi các bác này. Đấy, nó rất là nhỏ thôi. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm, và cái bản miệng của nó thì chiều rộng của nó khoảng là 2 cm nhá. Đấy, chiều cao thì khoảng 5-6 cm và bản miệng rộng khoảng 2 cm. Đấy, nó sẽ là một con ly như này. Các bác có thể dùng để mình tiếp khách uống rượu bằng cái ly nhỏ này cũng rất là tiện này, hoặc để dùng để trang trí là ban thờ này, ban thần tài này, dùng để cúng lễ này. Đấy, rất là đẹp. Nó màu bằng vàng như này. Đấy, bằng đồng mạ vàng rất là đẹp như này thôi. Lên cho em là ly đồng nhá. Ly đồng giá của nó sẽ là 30k một chiếc ly đồng như này nhá. Hàng này thì nhỏ nhắn xinh xắn thôi các bác nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là ly đồng nhá. Đấy, ly đồng giá của nó sẽ là 30k. Đó, lên cho em là ly đồng này. Đấy, ly bằng đồng, lên cho em là ly đồng nhá. Giá của nó sẽ là 30k một chiếc. Đó, 30k trên chiếc ly đồng như này các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái kìm vàng nhá, kìm vàng. Hàng thì nó sẽ là của Nhật và xuất Mỹ. Đây là một con kìm đa di năng rồi. Con kìm đa năng dùng cực kỳ tiện ích cho các bác luôn. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là kìm vàng đa năng. Ở đây thì nó sẽ có là tuốt dây, bấm cốt rồi cắt dây, xoắn dây, nó khoảng 5 chức năng cho một con kìm như này. Hàng Pro nhá. Đấy, Pro các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng Nhật và xuất sang Mỹ đây các bác này. Đấy, USA này. Đấy, USA đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 130.000 trong con kìm đa di năng như này thôi. Lên mã giúp cho em là kìm vàng nhá. Kìm vàng giá của nó sẽ là 130k cho con kìm vàng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone. Thì con này nó sẽ là cả củ cả dây luôn, cả củ cả dây như này nhá. Bao gồm cho các bác là một củ này, hàng thương hiệu iPhone này. Đó, chính hãng iPhone nhá. Đấy, và một cái dây như này, một cái dây như này để các bác chuyên cắm cho điện thoại iPhone. Thì lên cho em là sạc nhanh iPhone. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 thôi. Chỉ có 60.000 cho một cái bộ sản phẩm bao gồm là cả củ cả dây sạc như này. Đấy, lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Đây, iPhone 14 Pro Max này. Đó, iPhone 14 Pro Max nhá. Đó, lên cho em là sạc nhanh iPhone này. Sạc nhanh iPhone giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho cái sạc nhanh iPhone như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn và giá chỉ có 60k thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là máy đọc thẻ này. Đây nó sẽ là bao gồm cho các bác là một cái máy như này. Đấy, về nhà các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, phím này, phím nguồn bật lên này. Đấy. Và sẽ có kèm cho các bác là một cái cáp sạc và một cái bộ thẻ bao gồm cho các bác là 222 từ vựng. Tổng nó sẽ có cho các bác là 112 cái thẻ nhá, 112 cái thẻ. Với đầy đủ các cái chủ đề khác nhau luôn các bác nhá. Đấy, ông bà bố mẹ này, đấy. Rồi xe cộ động vật, rồi nói chung là rất là nhiều phương tiện luôn. Đấy, đây. Các bác thấy không? Đấy, xe cảnh sát các thứ này, đây em sẽ thử cho các bác xem nhá. Đấy, đây các bác này. Đây, các bác cắm thẻ vào này. Đấy, tìm chưa các bác ơi. Đấy. Tuyệt tué luôn các bác nhá. Đó, đây. Xe cứu thương. Ambulance. Úi giời ơi. Đấy, bác thấy chưa? Đó, có cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn nhá. Và cả hình ảnh minh họa luôn. Grandfather. Đấy, rất nhiều các cái chủ đề khác nhau nhá. Em gái. Nói chung là hình ảnh này, rồi âm thanh này, rồi là mô phỏng rất là chân thực nhá. Tổng của các bác khi nhận được hàng nó sẽ là 112 cái thẻ như này. Tha hồ cho các cháu vui chơi thỏa thức sáng tạo luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ giá của nó sẽ là 95.000 nhá. 95.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này, bao gồm cho các bác là 112 thẻ, 112 thẻ với các cái chủ đề và nội dung khác nhau. Đây thành cái kéo với cái lọ thuốc này. Đấy, 112 thẻ với các cái nội dung và chủ đề khác nhau nhá. Đó, tổng là 224 từ vựng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ này. Giá thì chỉ có cho các bác là 95k thôi. 95k cho con máy đọc thẻ như này. Con này các bác nên mua quá cho các em nó sử dụng. Vừa là sử dụng thiết bị thông minh này, vừa là tiện ích, vừa là ok cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là Long Ben Hắc Lào nhá. Long Ben Hắc Lào. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một típ như này. Bác nào bị Long Ben Hắc Lào nấm ngứa bơi hết vào đây cho em. Đó. Thì cái này nó sẽ là thuộc dạng típ nhá. Và kem của nó là kem trắng. Bôi vào thì rất là mát và sử dụng thì rất là ok. Đó.
Long Ben Hắc Lào nấm ngứa các bác bơi hết vào đây chưa? Giá sẽ là 25.000 cho một típ như này. Đặc trị Long Ben Hắc Lào nấm ngứa cực kỳ là nhạy luôn các nhá. Đấy, Long Ben Hắc Lào nấm ngứa cực kỳ là nhạy luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 25.000 cho một típ như này. 25.000 cho một típ Long Ben Hắc Lào nấm ngứa như này nhá. Bôi thì cực kỳ là nhạy luôn mà bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này nó sẽ là hàng gia truyền của Nhật cho nên là dùng cực kỳ là tốt, an toàn và rất là tốt luôn các nhá. Lành tính. Các bác lên cho em là Long Ben Hắc Lào này, đó. Long Ben Hắc Lào giá sẽ là 25.000 một típ nhá. 25.000 cho một típ Long Ben Hắc Lào như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cành cam nhá. Các bác lên cho em là kéo cành cam. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một con kéo cành cam như này, có kèm cho các bác một cái lò xo luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan cho bác luôn. Thép SK5 không gỉ, chuyên dùng để cắt cành, cắt cây cực kỳ là ngon luôn. Nói chung là nhà bác nào thì cũng có cây có cành rồi. Đấy thì về các bác dùng để cắt tỉa cây, cắt tỉa cành rất là ok. Giá thì rất hợp lý nha. Một cái con kéo cắt cành cam như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000. Hàng made in Japan này, nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì cũng rất hợp lý nhá. Có kèm hẳn cho các bác một con lò xo luôn để các bác về các bác sử dụng. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là kéo cành cam. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000. Đấy, lên cho em là kéo cành cam nhá. Đấy, kéo cành này. Đấy, kéo cành cam nhá. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic karaoke nhá. Lên cho em là mic không dây nhá. Ngoài ra thì bên shop có hai loại mic dây. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng mic không dây. Về nhà các bác chỉ cần là bật cái nút nguồn này lên cho em này, bật nút nguồn này lên cho em này. Đó. Sau đó thì mình sử dụng thôi, nó rất là tiện. Con nào thì hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Nó có âm lượng của mic này. Đấy. Alo, alo, 124. Đấy các bác nhá. Đấy, hết pin thì bác sạc pin vào cho em, con này gần hết pin rồi. Alo, alo, 124. Alo. Anh đưa em về thăm quê anh. Đó thì về nhà các bác bật sạc pin vào cho em để các bác dùng để hát karaoke rất là ngon luôn. Đó, vừa là bắt Bluetooth nghe nhạc, vừa là hát karaoke nhá. Đấy, con này thì nó đang hết pin rồi các bác nhá. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là mic karaoke, mic không dây nhá, mic không dây. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con mic không dây này thôi. Lên cho em là mic không dây này. Đó. Mic không dây, mic không dây giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con mic không dây như này. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước laser nhá. Con này thì dùng nó rất là tiện. Các bác dùng để mình lấy thăng bằng này, rồi cao thấp, rồi mình đo mực thước, thước rút, thước giếc đều được hết nhá. Đây nó sẽ có cho các bác một con thước rút dài 2,5 m này. Đấy, thước rút rất là ngon luôn nhá. Đấy, thước rút rất là ngon, dài 2,5 m này. Tiếp theo là đến một cái thước đo này. Đấy, một cái thước đo bên này. Bên này một cái thước đo 15 cm nữa này. Đấy. Và ba cái mực thước này, ba cái mực thước như này. Và đặc biệt là con này nó sẽ có một cái dòng laser như này các bác này. Đấy. Thì các bác bật lên cho em. Đó, đây laser này các bác này. Đấy, em dọi vào tường cho các bác xem nhá. Đấy. Rất là rõ luôn các bác này. Đấy, tia của nó này rất là rõ nhá. Đó, và nó sẽ có hai loại, ba loại tia. Thứ nhất là lấy vuông này. Đấy. Đây là em đang lấy góc vuông các bác này. Đấy, đang lấy góc vuông đây. Đấy các bác chưa? Lấy góc vuông này. Đấy, tiếp theo thì lấy cạnh nằm ngang này. Lấy cạnh nằm ngang các bác này. Đấy. Gạt xuống thì lấy cạnh đứng này, và cho lên giữa này thì là sẽ là lấy vuông các bác nhá. Đấy, các bác cứ cho về giữa này thì nó sẽ là lấy vuông. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là cái đầu gạt ở đây các bác này. Đấy, cái đầu gạt đây các bác gạt lên gạt xuống ở đây nhá. Đấy, để mình điều chỉnh góc này. Rất là tiện cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con thước laser này thôi, 90.000. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng dưới 200 thì các bác lưu ý là cộng thêm cho em 30.000 tiền ship. Đó. Và đơn hàng dưới 1 triệu thì bên em sẽ gửi ship code, còn trên 1 triệu thì các bác chuyển cọc trước cho em để em soạn đơn cho các bác nhá. Đó, còn nếu mà không thì các bác cứ mua dưới 1 triệu là được. Bên em cũng không có yêu cầu là phải cọc, nhưng mà các bác lấy nhiều thì bắt buộc phải cọc, có vậy thôi. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái bình nhiệt hàng của quân đội Mỹ nhá. Hàng này thì siêu chất lượng cho các bác rồi. Đó. Dung tích của nó sẽ là 1,5 lít. Con này thì giữ lạnh là 36 tiếng này. Đấy, và giữ nóng là 24 giờ các bác nhá. Đấy, con này thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Và bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu. Đấy. Nguyên cái này sẽ là một cái nắp này, con này sẽ là một cái nắp này.
và nắp làm cốc luôn. Và đây nó sẽ là cái phần nắp có gioăng để giữ nhiệt này. Và đây nó sẽ là một cái lưới lọc cực kỳ là mịn luôn. Thì để các bác có thể pha trà, pha cà phê hoặc là pha các cái loại nước uống vào đây. Và trong này của nó thì nó sẽ là dòng inox 304 nhá, su 304. Dòng này của nó thì nó sẽ là hàng hai lớp hút chân không. Đấy, và giữ nhiệt siêu tốt cho các bác luôn, giữ nhiệt, giữ nóng, giữ lạnh cực kỳ tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá, 170.000. Còn riêng cái con màu xanh quân đội này thì giá của nó sẽ là 190.000 cho con màu xanh quân đội như này. Đấy, con màu xanh quân đội này thì giá của nó sẽ là 190.000. Và dung tích của nó sẽ là 1,5 lít nhá. Giá sẽ là 190k cho con màu xanh quân đội như này. Đó, thì đây. Qua lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Màu xanh quân đội sẽ là 190.000, còn các màu khác thì sẽ là 170.000. Các màu khác thì sẽ là 170.000. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là 4 màu này. Đầu tiên nó sẽ là màu đỏ này. Đấy. Màu đỏ này, màu inox này. Màu xanh đậm này. Đấy. Màu xanh đậm, màu xanh quân đội nhá, màu xanh đậm và màu xanh quân đội. Đấy thì nó sẽ có cho các bác tổng thể là 4 màu. 4 màu như này các nhá. Đấy, sẽ có tổng thể cho các bác là 4 màu như này, thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Thì ba cái màu đầu tiên này thì giá của nó sẽ là 170.000, còn riêng cái màu xanh quân đội này thì nó sẽ là 190.000 các bác nhá. Mã sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái ly vàng các bác này. Đấy, ly vàng. Thì con này bên shop sẽ bán cho các bác cái combo nó sẽ là 30.000 một chiếc nhá, 30.000 một chiếc, và các bác có thể lấy 1 2 3 4 5 6 tùy theo. Nhưng mà các bác nên mua 6 cái các bạn, 6 cái thì các bác có thể là dùng để làm chén uống trà này, uống rượu này, hoặc là các bác dùng làm đồ thờ cũng được, dùng làm đồ thờ rất là đẹp, thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Hàng này của nó thì nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay này thôi các bác nhá, nhỏ bằng hai ngón tay. Cái miệng này của nó thì khoảng 2 cm và chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm nhá, chiều qua khoảng 5 cm. Con này các bác dùng để làm chén thờ thì cực kỳ là đẹp. Hoặc là các bác dùng để mình anh em nhậu thì mình uống rượu, những cái ly nhỏ như này thì dùng nó rất là đã các bác, dùng nó rất là đã. Đấy, nó vừa xinh các bác nhá, vừa xinh. Và cái này của nó thì nó sẽ mỏng thôi, nó không dày đâu. Đấy, chất liệu của nó thì là bằng đồng nhá, bằng đồng mạ vàng rất là đẹp. Thì các bác lên cho em là ly đồng nhá, lên cho em là ly đồng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một chiếc ly đồng như này nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là ly đồng, giá sẽ là 30k. Đó, lên cho em là ly đồng này. Ly đồng, giá của nó sẽ là 30k một chiếc nhá. 30.000 cho một chiếc ly đồng như này. Đấy, giá thì khá là hợp lý cho các bác rồi. Màu sắc đẹp. Đấy, màu vàng rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Một cái màu vàng cực kỳ đẹp các này. Đấy, màu vàng rất là đẹp luôn nhá. Đó, màu vàng rất là đẹp luôn. Và rất là nhỏ gọn xinh xắn, thì các bác có thể dùng để mình uống trà này, uống rượu này, hoặc là dùng làm ly thờ rất là đẹp, trang trí đề co cũng được. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đồng hồ. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm đa năng nhá. Đấy, đồng hồ vạn năng. Lên cho em là đồng hồ vạn năng thì nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đó, một con đồng hồ như này, và con này thì sẽ là có đo ôm, đo trở kháng, rồi nói chung là đo ampere đầy đủ các cái thông số cho các bác luôn. Đó, sẽ có cho các bác một cục pin của hãng như này này, kèm thêm cho các bác là các cái chân đo như này. Thì con này các bác dùng để kẹp dòng này. Đấy, lên cho em là đồng hồ kẹp dòng nhá, đồng hồ kẹp dòng. Đấy, đồng hồ kẹp dòng, và giá của nó sẽ là 230.000 cho một con đồng hồ kẹp dòng như này. Con này thì rất tiện để cho các bác làm thợ điện, thì các bác biết rồi, các bác làm thợ điện thì bắt buộc phải có con này để mình sử dụng. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kẹp dòng, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 cho một con đồng hồ kẹp dòng như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là đồng hồ kẹp dòng, giá sẽ là 230k. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kẹp dòng, giá sẽ là 230.000 nhá, 230.000. Đấy, lên mã giúp cho em là đồng hồ này, đồng hồ kẹp nhá, đồng hồ kẹp dòng nhá, đồng hồ kẹp dòng, giá sẽ là 230k và bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em đó là cái kìm FO nhá, kìm FO. Đó, lên cho em là kìm FO này. Đấy. Kìm FO, lên cho em là kìm FO bạc nhá, kìm FO bạc. Chiều dài của nó là 22 cm, hàng của Nhật đấy, Japan các bác này. Đó, Japan, 22 cm. Con này thì giá sẽ là 190.000. Thì con này chức năng của nó thứ nhất là bấm cốt này. Đấy, rồi tuốt dây này, rồi là cắt dây này, vặn ốc này, rồi xoắn dây đa di năng luôn. Đó, một con kìm cực kỳ là xịn sò và chất lượng như này. Chiều dài của nó là 22 cm. Đấy, và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng của thương hiệu FO của Nhật nhá. Hàng này thì cực chất cho các bác rồi. Và cái giá thì
Các bác lên mã giúp cho em là kìm bạc FO nhá, kìm bạc FO này, kìm FO bạc này, kìm FO bạc. Giá của nó sẽ là 190k nhá. Đấy, kìm FO bạc giá sẽ là 190.000 cho con kìm đầu bằng như này, kìm đầu bằng FO bạc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là viên thả bồn cầu nhá, viên thả một bồn cầu. Một hộ gói này của nó thì sẽ là có cho các bác là 10 viên. Đấy, và mỗi viên này thì các bác dùng cho em trong vòng khoảng là 1 tháng hoặc là khoảng là từ 15 ngày đến 1 tháng nhá, tùy theo. Đấy, 15 ngày đến 1 tháng. Đấy, 20 ngày đến 1 tháng tùy theo cái mức độ xả nhiều hay ít, đông người sử dụng hay là ít người sử dụng các bác nhá. Đó. Và con này thì nó siêu thơm luôn. Đấy, thì nó sẽ có các cái chức năng, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, tẩy sạch này. Sạch tẩy này. Đấy, thứ hai là thơm này. Đấy, thơm này. Và thứ ba là diệt khuẩn này. Có, diệt khuẩn nhá. Đấy, thơm sạch và diệt khuẩn. Giá thì sẽ là 15k, 15k. Lên mã giúp cho em đó là túi thả bồn cầu nhá, túi thả bồn cầu. Túi thả bồn cầu. Túi thả bồn cầu giá của nó sẽ là 15.000. 15.000 cho một túi như này, bao gồm cho các bác là 10 viên, sạch, thơm và diệt khuẩn các bác nhá. Rất tiện ích cho các bác luôn. Về nhà các bác cứ thế là mình thả vào cái lọ bồn cầu và cái bồn cầu nhà vệ sinh cho em là xong. Và khi xả ra thì cái nước nó sẽ là màu xanh, vừa sạch đẹp vừa diệt khuẩn rất là tốt các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩy xanh đa năng nhá. Đấy, lên cho em là tẩy xanh. Đấy, lên cho em là tẩy xanh, giá thì sẽ là 25k. Nó tẩy xanh, giá của nó sẽ là 25k cho một cái hộp tẩy xanh như này. Cái này thì các bác chuyên dùng để mình tẩy xoong nồi hoặc là tẩy vành bánh ô tô cũng rất là ok nhá. Đấy, tẩy ô tô và tẩy vành bánh rồi tẩy vỏ bên ngoài của ô tô. Đấy, và cực sạch luôn. Giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Các bác lên cho em là khẩu 12 chi tiết. Một cái bộ khẩu như này mà giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 160.000 thôi. Giá này là giá cực kỳ là tốt cho các bác rồi. Đấy, các bác cũng chả đi đâu mà mua được một cái bộ khẩu như này. Bao gồm cho các bác là 12 chi tiết thì sẽ bao gồm là một khẩu này. Một khẩu này một tay công nhá, một khẩu một tay công nối dài như này. Đấy, một tay nối dài, một tay công, con này có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Và sẽ kèm cho các bác là 10 đầu khẩu từ 8 đến từ 8 đến 22 nhá, từ 8 đến 24. Đó, từ 8 đến 24, 2 4 6 8 10 nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, 10 đầu khẩu như này. Chất thép của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là thép CRV nhá, cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Hàng sáng bóng đẹp, thép CRV như này. Các bác chỉ cần là sập lẫy này cho em là xong này. Đấy, sập này cho em là xong, là mình sử dụng thôi. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đó, có xoáy nhanh, có đảo chiều. Các bác không thích dùng tay nối dài này thì các bác có thể dùng trực tiếp cho em đây. Đấy, những cái nào cần dùng trực tiếp thì các bác lắp trực tiếp vào cho em như này. Anh em có thể dùng để làm thợ, làm nghề sửa chữa, lắp đặt rất là ok. Đấy, bây giờ bình thường nếu các bác mua một con tay công như này nhá, cũng đã phải mất 120 đến 150 rồi. Đây mà chọn bộ khẩu như này, chọn một cái bộ khẩu đẹp mê ly như này nhá, đẹp mê ly như này. Chất liệu của nó là thép CRV các bác này. Đấy, các bác nghe tiếng thép kêu đã thấy thích rồi. Đó, mà giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000 cho một cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì cái giá rất là hợp lý cho các bác luôn nhá. Đấy. Lên cho em là bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Đấy, khẩu 12 chi tiết giá sẽ là 160k. Đó, lên cho em là khẩu 12 này. Khẩu 12 chi tiết giá sẽ là 160 cành nhá. 160 cành, giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Các bác lên cho em là súng thư giãn. Đấy, con này thì một cái súng như này thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 đầu massage nhá. 4 đầu massage và một tay súng như này. Con này thì nó sẽ là motor quấn đồng và động cơ không chổi than nhá. Đấy, dùng cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, các bác lắp cái đầu này cho em này. Nó sẽ có cho các bác là 4 đầu massage này. Các bác bật thì giữ lì này cho em, giữ lì này. Và nó sẽ có 6 cấp độ rung nhá. Đây các bác này. Đây, nó sản xuất này. Đó. Dùng rất là mạnh luôn. Dùng rất là mạnh luôn. Dùng rất là mạnh luôn. Thì các bác có thể dùng để massage các cái bó cơ này. Đấy, massage các bó cơ, massage cổ, vai, gáy, dây đốt sống lưng, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Nó hình khẩu súng như này. Đấy, cho nên các bác lên cho em là súng thư giãn. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. 170.000 cho một con súng thư giãn như này thôi. Giá này là giá quá rẻ cho các bác rồi nhá. Đấy, giá này gần như bán là bán giao lưu cho các bác thôi, chứ còn nếu mà nói về lợi nhuận thì gần như là cũng chả được đáng bao nhiêu đâu các bác nhá. Đó. Và nó hình khẩu súng như này các bác này, hình khẩu súng như này. Đấy, các bác nghe em mô phỏng nhé, hình khẩu súng như này. Đó, cho nên các bác lên cho em là súng thư giãn nhá. Đó, súng thư giãn.
lên đúng tên cho em để, tại vì bên shop rất là nhiều mã. Giá sẽ là 170k cho con súng thư giãn như này nhá, 170.000. Đấy thì lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp theo thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nhá. Đấy, và tiếp theo em lên cho các bác cái mỏ hàn hàng của Nhật nhá, Made in Japan. Hàng này thì nó sẽ là hàng Nhật xuất, sử dụng điện 220V và công suất của nó sẽ là 150W nhá. Điện 220V công suất là 150W. Về nhà thì các bác lắp cái lẫy này vào đây cho em này. Đấy, sập cái lẫy này vào cho em, cho đó thì các bác cho cái quận thiếc vào đây và xỏ qua cái lỗ phễu màu hồng này, màu cam này. Sau đó các bác bóp thì cái thiếc nó sẽ ra di chuyển ra cái đầu này. Rất là tiện ích các bác này. Đó, và các bác bóp vào đây thì nó sẽ là thiếc nó sẽ nối vào cái đầu này luôn, và các bác tự hàn thôi. Nó rất là tiện ích, dây tương đối là dài, phù hợp cho các bác sử dụng để làm thợ làm nghề cũng rất là tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000 cho mấy con mỏ hàn thiếc như này. Đấy, các bác lên cho em là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh, hàng nội địa của Nhật đây, Made in Japan này. Đấy, điện 220V, công suất của nó sẽ là 150W nhá, 150W, hàng Made in Japan. Đó, lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh, mỏ hàn xanh, giá của nó sẽ là 130 cành cho con mỏ hàn xanh như này. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, 150W nhá, Made in Japan con này. Đó, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khay mứt các bác nhá, khay mứt như này. Đó, con này thì khi các bác mở thì các bác xoáy như này cho em này. Đấy, xoáy như này cho em là nó sẽ bung ra nhá. Đấy, bác xoáy này cho em là nó sẽ bung ra. Đây, đấy. Đấy, xoáy như này là sẽ bung ra này. Đấy, và các bác ấn như này thì nó ấn như này thì mình lại xoáy vào. Đó, ấn này xoáy vào, còn khi xoáy ra thì mình xoáy này nó sẽ bung ra. Đó, ở đây của nó thì nó sẽ là combo cho các bác là bên trên là 5 ngăn này, bên trên 5 ngăn và bên dưới là 5 ngăn nữa, là tổng là có 10 ngăn. Thì các bác có thể dùng để mình đựng hạt rẻ, đựng hướng dương, được các loại hạt đây các bác này. Đấy, nó rất là đẹp như này. Hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn, cực kỳ cao cấp, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Bánh kẹo hạt dưa, hướng dương này, hạt rẻ này. Đấy, mứt tết này, rất là ok luôn nhá. Đấy, lên cho em là khay mứt tết nhá. Con này thì rất tiện ích các bác này. Đấy, xoáy vào như này là xong. Đấy, mở ra thì các bác xoay này nó sẽ ra này. Đấy, rất là gọn gàng nhá. Đấy, cực kỳ là dễ sử dụng luôn. Khi các bác cho vào ấy, khi các bác cho vào thì nó bị kẹt lẫy thì các bác sập cái này cho em. Đấy, nguyên tắc của nó là các bác phải sập cái này xuống nhá. Đấy, phải sập cái này xuống thì mình xoáy vào được. Đấy, nó rất là dễ sử dụng thôi. Đó, xoáy ra xoáy vào rất là ngon luôn nhá. Đó, nó có cái lẫy này, khi các bác cho xuống thì sập cái lẫy này cho em. Đó, giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 160.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là khay mứt tết nhá, khay mứt tết này. Đó, khay mứt này. Đó, lên cho em là khay mứt là được rồi. Giá sẽ là 160k, 160k cho một cái con khay mứt 2 tầng và có 5 ngăn như này, rất đẹp. Ưu điểm của con này nó rất là kín đáo nhá, khi các bác không ăn, không sử dụng nữa thì đậy vào nó vừa là khỏi bị mất hơi, và vừa là khi mình sử dụng thì nó sẽ không bị gọi là không bị ruồi muỗi kiến dán nhá. Đó, hàng rất chất lượng, đựng trong một cái hộp như này. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn, chỉ có cho các bác là 160k thôi. Khay mứt 160.000, đựng trong cái hộp cực kỳ chất lượng như này. Hàng rất cao cấp cho các bác luôn nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là ba lô du lịch vải nhá. Đấy, bên em có hai loại, một loại là bằng vải và một loại là bằng da. Kích thước thì nó sẽ là đều như nhau. Đấy, nó sẽ dài khoảng là 40-45cm. Đấy, 45 gần 50. Và chiều cao của nó thì là 25 và chiều rộng là 20 nhá. Đó, nó sẽ là một con ba lô như này. Khi giở ra thì nó khá là to luôn nhá. Khi giở ra thì nó khá là to luôn. Đó, đằng trước có 2 ngăn này. Đấy, tiếp theo là bên hông là có một ngăn để các bác để giày nhá. Đấy, có một ngăn có túi bóng luôn. Túi bóng để các bác đựng giày vào đây. Đấy, đôi giày, đôi dép các bác bỏ vào đây cho em, nó rất là tiện này. Đấy, đôi giày, đôi dép bỏ vào đây. Đó, và nó sẽ thêm cho các bác là đằng sau nó sẽ có các cái ngăn phụ nữa này. Đấy, một ngăn phụ nhỏ và các bác có thể cái lỗ này để các bác treo vào cái vali kéo này. Và bên hông này một ngăn phụ nữa này, một ngăn phụ nữa. Đó, rất là nhiều ngăn luôn. Và giá thì sẽ là 120 cành cho con ba lô vải như này nhá. Lên cho em là ba lô vải, giá sẽ là 120.000 thôi. 120.000 một chiếc. Lên cho em là ba lô vải nhá, ba lô vải, giá sẽ là 120.000. Và ngoài ra thì bên shop có cả con bằng da nữa. Con bằng da thì giá của nó sẽ cao hơn một chút, là 130.000. Thì tùy theo các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Con này thì các bác lên cho em là ba lô du lịch vải nhá, ba lô du lịch vải chống nước luôn. Đó,
ba lô vải này, ba lô vải giá của nó sẽ là 120k, 120.000 cho con ba lô vải như này rồi. Ok, chào các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cứ xem và cân nhắc, mua đủ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship, còn nếu mua dưới 200.000 thì vui lòng cộng cho em thêm 30.000 ship nhá. Đó, và đơn hàng dưới 1 triệu thì không cần phải cọc, còn đơn hàng trên 1 triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 100 đến 200.000 để tránh cái việc là hàng gửi đến các bác không nhận. Còn nếu các bác không muốn cọc thì các bác cứ đặt hàng dưới 1 triệu là ok. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mic hàng của thương hiệu JBL nhá, hàng thương hiệu JBL. Thì các bác lên cho em là mic Mỹ nhá, mic Mỹ. Thì bên em có hai dòng, một là của Mỹ, hai là của Nhật, thì các bác muốn lấy dòng nào thì lấy. Giá thì nó sẽ là theo phân khúc. Hàng của Mỹ này thì sẽ là 280.000 một chiếc. Đấy, giá đã bao gồm phí ship cho các bác luôn. Đó. Đây, hàng made in USA các bác này, made in USA. Hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Đầu kết nối âm thanh của nó bằng đồng hết này, đầu kết nối âm thanh bằng đồng, hàng thực chất cho các bác luôn. Và đây là cái thân mic của nó này, thân mic của nó bằng hợp kim hết nhá, hàng made in USA này, hàng của thương hiệu JBL nhá. Bên shop thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị thì nó mới có giá tốt như này, còn bình thường nếu các bác mua bên ngoài con này nó sẽ là tầm khoảng là 1.5 đến 3 triệu nhá, 1.5 đến 3 triệu. Đó, đây hàng made in USA các bác này, đó, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, tiếng mic nghe hay, trầm ấm, sắc nét và rất là tuyệt vời nhá. Đó, mic thì rất là chắc chắn, đẹp và rất là ngon lành. Đấy, con này thì giá chỉ có 280 cành thôi, 280.000 cho một con mic JBL như này. Đó, đây, công tác của nó này cực kỳ là ngon luôn. Con này thì siêu chất rồi, cái giá thì cũng khá là hạt rẻ và hợp lý cho các bác thôi. Dây của nó thì từ 4 đến 5 mét nhá, dây siêu mềm. Đấy, và dài từ 4 đến 5 mét. Cả dây cả mic đều là hàng của Mỹ hết nhá, hàng của Mỹ hết. Đây, made in USA con này. Đó, made in USA. Đó. Giá thì khá là hợp lý cho các bác rồi. Lên cho em là mic. Lên cho em là mic Mỹ nhá, mic Mỹ. Giá của nó sẽ là mic dây Mỹ này. Lên cho em là mic dây Mỹ, giá của nó sẽ là một con mic như này sẽ là 280.000. Đó. Con này các bác lên cho em là mic dây Mỹ này, mic dây Mỹ. Mic dây Mỹ giá sẽ là 280k. 280k cho con mic dây Mỹ như này. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác cái dòng mic dây của Nhật nhá, mic dây của Nhật đây. Đó, con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Tomahawa, made in Japan con này. Đấy. Tiếng âm thanh thì cũng rất là hay, trầm ấm, sắc nét. Đó, đây, đầu thân mic của nó này. Đó, cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác này, made in Japan. Đó. Đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy. Đầu mic này của nó thì nghe tiếng mic cũng cực kỳ là hay luôn. Hay, rõ, sắc nét và trầm ấm các bác này. Đó, đây. Rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng của hãng nhá, thương hiệu Tomahawa nhá. Đấy. Tất cả thân vỏ mic đều là bằng hợp kim hết nhá, chứ không phải bằng nhựa nhá. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Một cái con mic dây của Nhật như này. Con này thì nó sẽ không có hộp đâu nhá. Đấy, hàng trần như này thôi. Bên shop thanh lý được trong các hệ thống siêu thị và nó sẽ không có vỏ đâu, không có vỏ hộp, nó chỉ có mic không như này thôi, mic dây không như này. Giá thì sẽ là 230.000. 230.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là mic dây Nhật nhá. Đấy. Mic dây Nhật này, mic dây Nhật giá sẽ là 230k. Đó, thì bên shop có hai mẫu, một là dòng mic dây của Mỹ, hai là mic dây Nhật, các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhé. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhé, khăn tắm Hàn Quốc. Đấy, thì con này nó rất là tiện, diện tích của nó thì 1.70 và 1.14 m. Đấy, và nó sẽ có hai mặt, một mặt bông mịn và một mặt bông thô. Đấy, bông mịn và bông thô này. Đó, và giá thì chỉ có 40 cành thôi. 40 cành cho một cái khăn tắm Hàn Quốc siêu to khổng lồ như này nhá. Siêu to khổng lồ như này. Một mặt của nó, một chiều của nó sẽ là 70 và một chiều là 1.4 m luôn. Các bác chùm hết cả người thoải mái cho em. Đó. 70 1.4 m. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái khăn như này, giá chỉ có cho các bác là 40 cành thôi. Đấy. Bây giờ nếu các bác ra ngoài cửa hàng mua một cái khăn mặt vớ vẩn thì cũng đã mất đi 20-30 rồi. Thế mà đây mua một khăn tắm của Hàn Quốc đẹp như này. Đó, made in Korea như này mà giá chỉ có cho các bác là 40k thôi. Giá thanh lý cho các bác cực tốt luôn. Đó, 40k. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140cm nhá, 140cm. Đó, 70 nhân 140cm, giá sẽ là 40k. Đó, và có các cái màu như này các bác này, có các cái màu như này. Đấy, màu hồng, màu xanh, màu tím như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia đèn thì nó sẽ có cho các bác là đèn 5 cánh và đèn
đèn 5 cánh và đèn 8 cánh nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là đèn 5 cánh này. Con 5 cánh này thì sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho một con bóng đèn 5 cánh như này. Giá sẽ là 120.000 các bạn. Đây. Đấy, em thắp cho các bác xem đây này. Đấy, rất sáng luôn nhá. Đấy, chỗ này em chỉ dùng có 2 3 quả thôi nhưng mà rất là sáng luôn các bạn. Đó. Rất sáng luôn các bạn, sáng lắm. Con này thì công suất của nó sẽ là 100W nhá. Công suất của nó sẽ là 100W và bên shop đang bán cho các bác với giá là 120.000. Đấy, 100W này. 100W các bác nhá. Công suất của nó là 100W. Độ sáng của nó là 6500K và giá thì sẽ là 120.000 cho con đèn 5 cánh như này. Đấy, lên cho em là đèn 5 cánh nhá, 5 cánh. Đấy, 5 cánh giá sẽ là 120K. 120K cho con đèn 5 cánh như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn 8 cánh nhá. Đấy. Con này thì qua lên cho em là đèn 8 cánh này. Con 8 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 nhá. 190.000. Đấy. Và có thể gấp gọn rất là tiện, các bác có thể mang đi để chiến công trình này hoặc là sử dụng trực tiếp ở trong gia đình nhà mình. Đấy, để các bác tăng cường ánh sáng, công suất của nó sẽ là 200W nhé. 200W sử dụng điện 220V, cực kỳ tiện ích luôn, 200W. Đấy, lên cho em là đèn 8 cánh nhé, 8 cánh. Giá sẽ là 190k, 190k cho con đèn 8 cánh như này. Con này thì siêu sáng rồi các bạn. Đấy, con này thì siêu sáng rồi. 200W thì nó rất là sáng, còn 100W đã sáng lắm rồi. Và nó có thể gấp gọn như này thì cũng khá là tiện để các bác có thể mang đi mang về. Nó rất là tiện và cái độ sáng của nó thì rất khủng khiếp. Các bác có thể dùng trực tiếp ở trong gia đình nhà mình hoặc là để nhà xưởng máy móc, cái thứ rất là ok. 8 cánh này, giá sẽ là 190k cho con đèn 8 cánh như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm rất là hay. Đó là các bác lên mã giúp cho em, đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đèn ngủ đuổi muỗi. Đây nó sẽ là một con đèn như này và vừa chức năng là vừa làm đèn ngủ và vừa để đuổi muỗi rất là tốt luôn. Đấy. Vừa làm đèn ngủ và vừa có chức năng đuổi muỗi nhá. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đó. Và nó sẽ có công tắc như này. Đấy. Và nó sẽ có cảm biến nhá. Có cảm biến thì ban đêm thì đèn nó sẽ sáng nhá và có công tắc như này, rất là tiện. Lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi giá sẽ là 45k. Đó. Đèn ngủ đuổi muỗi này. Các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đèn ngủ có chức năng là đuổi muỗi luôn. Đó, đèn ngủ đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45k một em nhá. 45k cho em đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đây các bạn này. Suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đấy thì các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Con này rất tiện ích luôn, vừa làm đèn ngủ vừa là để đuổi muỗi luôn. Giá sẽ là 45k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ba tô nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái tô như này, rất là đẹp này. Con kích thước to nhất của nó thì dung tích sẽ là một con này thì nó sẽ là vào khoảng là con to nhất thì dung tích của nó sẽ là vào khoảng 1.8L nhá. 1.8L gần 2L các bạn. Đấy, gần 2L này. Tiếp theo là con nhỏ này thì con nhỏ nhất này thì nó vào khoảng là 700, còn con nhỡ này thì nó vào khoảng là 1.2L. Đó thì đây. Đấy, chất liệu của nó thì bằng inox sáng bóng đẹp như này. Đó. Lên cho em là bộ ba tô giá sẽ là 100k nhá. Đó. Bộ ba tô này. Bộ ba tô giá sẽ là 100k nhá. 100.000 cho ba cái tô đẹp như này. Thì các bác có thể dùng để múc canh này hoặc là chế biến đồ ăn sẵn này, bóp nem, bóp nộm này, hoặc là các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng rất là ok. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ ba tô như này sẽ là 100.000. Hàng của thương hiệu Winling của Đức này, Winling hai hình người của Đức đây. Rất chất lượng cho các bác luôn, ba cái tô, một cái là 1.8L, một cái là 1.2L và một cái là 700ml nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái nồi lẩu 2 tầng này. Một cái nồi lẩu 2 tầng như này. Con này thì rất tiện ích luôn. Mặt vung của nó sẽ là kính cường lực nhá, kính cường lực như này. Đấy, và sẽ kèm cho các bác là một cái khay hấp như này, một cái khay hấp như này. Đó. Và con này thì nó các bác sẽ dùng đa di năng nhá. Chiên, rán, xào, nấu đều được hết luôn, có tráng đá chống dính như này. Các bác có thể dùng để chiên này, rán này, xào, nấu này, lẩu này. Đó, và hấp này. Hấp, đấy, nó sẽ có một cái khay như này. Các bác có thể hấp bánh bao, hấp xôi rồi à. Nói chung là đa di năng luôn. Đấy, hấp gà, hấp vịt, nói chung là rất là đa di năng nhá. Đó. Các bác lên cho em là nồi lẩu 2 tầng
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu ái luôn. Chỉ có cho các bác là 230.000 và đã bao ship đến tận nhà cho các bác. Nhận hàng các bác cứ cắm điện thử, nóng ok là xong. Đó, cho tí nước vào, các bác đun sôi lên cho em là ok. Đó, nó sẽ có cho các bác là 3 số luôn, số 1, số 2, số 3. Thì con này nó nhiều cấp độ như này thì các bác có thể dùng để chiên, rán, xào, nấu rất là ok nhá. Con này bên em bán rất là nhiều rồi và dùng nó cực kỳ là tiện ích. Đấy, và không hề có một cái lỗi lầm nào gì cả. Bao nhiêu khách nhận hàng cực kỳ là ok luôn. Và cái giá nó rất là hợp lý. Mùa đông này thì các bác dùng để ăn lẩu, ăn liếc cũng rất là ok luôn. Đó, giá thì chỉ có 230.000 thôi. Lên cho em là nồi lẩu 2 tầng nhá. Nồi lẩu 2 tầng giá sẽ là 230k. Đấy, xin lỗi các bác nhá. 230.000 đã bao gồm ship lên tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái dây tắm nhá, một con dây tắm như này. Đó, nó sẽ có rất là nhiều màu thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Chất liệu của nó thì bằng cao su non nhá, bằng cao su non cực kỳ là êm luôn. Mặt đằng sau này thì nó sẽ là một cái hạt chấm bi to này, chấm bi to. Đấy, và mặt đằng trước này sẽ là cái hạt chấm bi nhỏ thì các bác có thể dùng hai mặt đều được để mình massage, kỳ cọ, tắm rửa rất là vệ sinh, sạch sẽ và cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 225 à? 20-25. Lên mã giúp cho em là dây tắm nhá. Đó, dây tắm giá của nó sẽ là 25k một chiếc. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này, đây mình có thể kỳ cọ lưng này, cổ này, vai gáy này, rồi chân tay này, rất là tiện luôn nhá. Cho xà bông vào cho em. Đấy, không dùng nữa thì mình lại treo lên. Đó. Khi mình tắm thì mình kỳ thì nó rất là sạch và mềm mại. Các bác có thể dùng để mình vừa là thư giãn này. Đấy, vừa thư giãn vừa là mình tắm mình vệ sinh thì nó rất là hợp lý cho các bác luôn. Đó, đây. Cho xà bông vào. Đấy, lưng, cổ, vai, gáy rồi nói chung là tất cả các vị trí. Xả nước đi là xong, nó rất là sạch và tiện ích nhá. Rất sạch tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 25k một giây. Và bên shop có cũng khá là nhiều màu luôn. Thì các bác có thể mua cho mỗi người một màu. Mình sử dụng mỗi người một chiếc. Đó, vừa sạch sẽ, vừa vệ sinh, vừa tiện ích các bạn. Đấy, nó bằng silicon. Cho nên là mình dùng nó rất là nhanh, khô và sạch sẽ. Giá thì chỉ có cho các bác là 25k. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên trên là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá, lên trên là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, một thân máy này, đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này, kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ion các nhá, pin li-ion như này, đó, một quả pin như này các này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây lắp cái đầu này vào đây cho em này, đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá, đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết, đó. Đây, lắp đầu vòi như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhé. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này, một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này, các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này, xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em đó. Và cái này mình đẩy lên nhá, đẩy lên như này, mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này, đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá, sập ở đây cho em này. Đó, Phương. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá, có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhé. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe.
Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe, các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó, nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có cái lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó, bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác thấy không? Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì biết cũng rất là sạch luôn này. Đó. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn, các bác thấy không? Đó. Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước có khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em một cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Đấy, mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây có thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây con này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái chai xịt bếp các bác nhá. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt rửa bếp này, cuối năm rồi. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng khi các bác xịt ra thì nó sẽ là một cái dòng bọt như này. Thôi để đổ đi, không phải thử đâu. Một cái dòng bọt như này. Đấy, một cái dòng bọt như này các bác này. Đấy. Và khi đó thì các bác để thì nó sẽ thẩm thấu vào trong các cái phần mà mỡ, các cái phần mà trong không gian bếp nhà mình là nó sẽ tẩy sạch cho các bác luôn. Đó, và giá thì các bác lên cho em là xịt bếp nhá. Xịt bếp giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Xịt bếp giá sẽ là 40k cho một bình xịt bếp như này. 40.000 cho một bình xịt bếp như này các bác nhá. Đó. Đây các bác này, đấy, cái bếp nhà mình đang bị bẩn nhá, bị nấm mốc rồi bị mỡ màng nhá. Các bác xịt vào cho em. Sau đó thì các bác chỉ cần là đánh kỳ đi là xong. Đấy, các bác thấy không? Các cái không gian bếp nó sẽ thêm phần sạch sẽ, sáng bóng và đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Rồi nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet các bác xịt vào cho em, sau đó thì các bác để là nó sẽ đánh tan và nó tẩy sạch đi. Đấy, đặc biệt là các cái vết bám dầu mỡ là nó tẩy cực kỳ là tốt luôn. Và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng tự nhiên cho nên dùng nó rất là tốt nhá. Đấy, giá thì sẽ là 45k nhá. Em xin lỗi các bác, em nhầm giá nhá. Giá sẽ là 45k cho một chai xịt bếp như này. Đó. Lên mã giúp cho em là xịt bếp, giá sẽ là 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ nhá. Đồng hồ thì đợt này bên shop tiếp tục về cho các bác cái đồng hồ SK này. Đồng hồ SK rất là đẹp luôn.
Đấy, con đồng hồ SK này thì giá sẽ là 260.000, hàng của thương hiệu Orin. Đấy, Orin của Nhật các bác nhá, của Nhật, rất chất lượng cho các bác luôn. Và tên mã của nó là mã đồng hồ SK. Mặt của nó là mặt đỏ này và có cái xoay giờ chỉnh kiểu như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Con này thì giá sẽ là 260.000. Đó, đồng hồ SK này. Đấy, lên cho em là đồng hồ SK, giá sẽ là 260.000 nhá. 260.000 trong con đồng hồ SK như này. Mặt của nó mặt đỏ này và có hai lẫy xoay như này, rất là đẹp các bác nhá. Đó, đồng hồ chạy ok. Đấy, có cả lịch, có cả ngày tháng cho các bác luôn, đầy đủ luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đồng hồ Longines nhá. Đấy, con đồng hồ Longines này. Longines thì là một thương hiệu đồng hồ của Nhật các bác biết rồi. Đó. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. 250.000 trong con đồng hồ Longines như này. Đấy. Mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, dây trắng mạ vàng rất là đẹp luôn. Hàng của thương hiệu Longines của Nhật nhá, Longines của Nhật. Rất là đẹp luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 250.000. 250.000 trong con đồng hồ Longines như này. Và con này thì tất cả đồng hồ của bên em nó đều là đồng hồ chạy bằng pin hết nhá. Đấy, chạy bằng pin hết. Đấy, có đính đá rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ Longines. Giá của nó sẽ là 250.000, 250.000 cho con đồng hồ Longines như này. Tiếp theo thì em lên cho bác con đồng hồ Rolex nhá. Rolex thì con này nó sẽ là hàng thương hiệu nổi tiếng rồi. Đấy, đồng hồ mặt vàng và có đính đá vùng quanh này, rất là đẹp này các bác này. Đấy. Mặt vàng đính đá vùng quanh rất là đẹp luôn, kim dạ quang nhá, đồng hồ trôi nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300k. 300k cho một con đồng hồ Rolex như này nhá, đồng hồ Rolex này. Đấy, có cả lịch luôn nhá, có cả lịch luôn. Hàng thì cũng là hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 300k cho con đồng hồ Rolex như này thôi. Đấy, lên cho em là đồng hồ Rolex nhá, đồng hồ Rolex này. Rolex giá của nó sẽ là 300k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, đồng hồ thì chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một mã sản phẩm, đó là cái con dao nhá. Các bác lên cho mã giúp cho em đó là con dao G49 nhá. Dao G49. Đấy, nó sẽ là một con dao rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý thôi. Chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con dao G49 như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một con dao vừa để băm, vừa để thái, vừa để chặt được luôn. Đấy, rất là tiện ích nhá. Hàng đa chức năng, băm thái chặt được hết, rất là bén luôn các nhá, rất là bén luôn. Cân nặng của nó thì vào khoảng là 3 đến 4 lạng. Hàng của thương hiệu Wabo này, thép không gỉ này, Japan này, đấy. Rất bén luôn, em test dọc giấy bóng cho các bác xem này. Đấy. Rất sắc các bác nhá. Đấy, một con dao chặt mà có thể dọc được giấy bóng như này là các bác yên tâm sử dụng rồi. Thì nó sẽ là dòng thép trắng không gỉ, sử dụng cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Rất là đầm tay nhá. Đấy, nó vào khoảng là từ 3 đến 4 lạng. Đây, cán liền như này, dùng để băm chặt thái rất là ok. Băm chặt thái đều được hết nhá. Nó sẽ là dao đa di năng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000, 150k cho cái mã dao G49 như này nhá. Đấy. Giá chỉ có 150 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao G49, hàng của thương hiệu Wabo của Nhật này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao G49 nhá, G49. Giá của nó sẽ là 150k, 150.000 cho con dao G49 như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây sạc iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một củ và một dây như này nhá, một củ một dây như này. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý luôn, một củ một dây như này và giá chỉ có 60 cành thôi. Đấy, hàng thương hiệu iPhone 14 Pro này, iPhone 14 Pro. Giá rất hợp lý các bác nhá. Đấy, giá rất hợp lý luôn. iPhone 14 Pro này, giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá. Dây sạc nhanh. Đó, giá của nó sẽ là 60 cành. 60 cành cho cái dây sạc nhanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái khay úp cốc nhá. Đấy, Tết nhất đến nơi rồi, các bác sắm cho mình và đại gia đình nhà mình một cái khay úp cốc như này. Đấy, để các bác sử dụng để úp cốc chén này, rồi để các bác vệ sinh nó rất là sạch sẽ. Khi lắp thì các bác đẩy cái lẫy này vào cho em này. Đấy, là mình lắp vào. Đấy, nó sẽ lắp vào như này. Thì khi các bác úp những cái cốc cái chén thì nước nó sẽ chảy trong cái đĩa này. Và các bác lại tháo ra mình vệ sinh cho em. Tháo ra mình rửa ráy vệ sinh rất là tiện ích luôn. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay úp như này. Một khay như này rất là đẹp này. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái khay như này nhá. 6 cái phần úp như này, 6 phần úp như này. Đấy, và giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là đó là khay úp cốc nhá. Giá chỉ có 90.000 thôi. Khay úp cốc giá sẽ là 90 cành. Giá rất hợp lý rồi. Các bác trẻ đi đâu mua được một cái khay đẹp như này.
Đấy, hàng mạ vàng 18 carat rất đẹp luôn. Inox mạ vàng có nhá, rất đẹp, rất sáng bóng cho các bác luôn. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là bao nhiêu? Đấy, giá chỉ có cho các bác là 90k cho một khay úp cốc như này, siêu hạt rẻ luôn nhá. Siêu hạt rẻ luôn, 90 cành cho một khay úp cốc như này. Giá rất hợp lý, các bác có thể mua để sử dụng trực tiếp trong gia đình nhà mình hoặc cho biếu tặng làm quà. Đó, rất ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Một bịch này của nó thì bao gồm là 30 chiếc các bác, 30 tờ. Các bác dùng để mình lau giày, vệ sinh giày dép rất là ok và rất là sạch luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 20k cho một bịch lấy giấy lau giày như này thôi, 20.000. Bác nào mua từ 3 bịch thì bên em tính cho các bác là 3 bịch là bằng 50k nhá, 50k. Ở đây thì cái giấy này nó đã tẩm sẵn các cái loại chất tẩy rồi. Đấy, các bác về mình lau vệ sinh giày dép rất là sạch luôn, giày vải, giày da, các loại giày dép. Hoặc các bác dùng để lau bàn ghế, lau cửa kính rất là sạch luôn nhá. Lau bàn ghế, lau cửa kính rất sạch luôn. Giá thì chỉ có 20.000 một bịch thôi. Và mua từ 3 bịch thì sẽ là 50.000 các bác nhá. Đó, đây các bác này, đấy, lau rất là sạch luôn nhá. Đấy, lau cả mực sạch được mực luôn các bác này. Đấy, rất sạch luôn nhá. Đó, các bác dùng để mình lau giày thì rất là sạch luôn. Đấy, lau bàn, lau ghế, lau mực mà còn sạch vậy thì các bác lau giày là biết rồi. Đó, đấy các bác này, đấy, những cái đôi giày bị bẩn như thế mà các bác lau phát là sạch luôn nhá, đặc biệt là giày trắng nhá. Đó, các bác theo, đây. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 một bịch thôi, siêu rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái bộ 6 hũ gia vị nhá. Thì hộp này bao gồm cho các bác là 6 hũ tất cả, 6 hũ gia vị như này. Đấy, các bác có thể dùng để sử dụng để mình làm đựng thực phẩm, đựng thức ăn trong gia đình nhà mình rất là tiện luôn. Đấy, hàng thì siêu chất cho các bác luôn. Đấy, lô này về thì nó sẽ là một cái hàng mẫu mới rất là đẹp các bạn, rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có sẵn khay này các bác này. Đấy, sẵn khay này này. Hàng thì của Nhật các bác này, của Nhật, của thương hiệu Zimian các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, các cái khay gia vị như này. Các bác chỉ cần mở nắp này, mở nắp mình tra, sau đó thì mình đậy nắp vào cho em, rất tiện luôn. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh. Về nhà các bác cho muối, mì chính, hạt nêm, hạt tiêu, hạt điều vào đây. Đấy, các loại hạt các bác cho vào đây, sau đó thì mình tra thì mình nhỏ ra cho em, sau đó thì lại đậy nắp lại. Rất tiện ích này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 hũ này. 1 2 3 4 5 6 hũ gia vị như này, rất đẹp luôn nhá. Đấy, có thể xoay tròn này. Có thể xoay tròn như này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn nhá, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. 1 2 3 4 5 6 khay như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy. Đây. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất sang Hàn Quốc nhá. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, có thể xoay tròn như này. Đấy, rất đẹp các bác này, rất đẹp như này. Và bao gồm cho các bác là 6 hũ nhá, 6 hũ như này. Đó, 6 hũ như này. Inox rất đẹp này. Đấy, và đây có nắp đậy này, rất tiện ích luôn. Đấy, mở ra cha cha, sau đó thì lại cho vào, rất là tiện luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ 6 hũ gia vị, giá chỉ có 130.000 thôi. Bộ 6 hũ gia vị giá sẽ là 130k. Bộ 6 hũ này. 6 hũ gia vị nhá, 6 hũ gia vị giá sẽ là 130k. 130k cho cái bộ 6 hũ gia vị như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop cập nhật các cái mẫu hàng Tết về la liệt để gửi tới các bác luôn. Đó, thì hôm nay bên shop về cho các bác các cái mẫu khay mứt Tết rất là đẹp. Thì bên shop về sẽ có 3 mẫu chủ đạo để gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đó, cầm bỏ trên ghế ghế này. Bên em thì ship quốc toàn quốc, ship code toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, và em lên cho các bác các cái mẫu khay mứt Tết của bên em thì bên em sẽ chia ra làm các cái mẫu theo kiểu là K1, K2, K3. Đó, thì con mẫu này đầu tiên nó sẽ là con mẫu K1 này. Đấy, con này thì các bác cứ xoay như này, nhấp vào là nó nhấp xuống, xoay này nó sẽ vào này. Đấy, mở này nó sẽ ra này. Đấy, nhấp xuống như này xoay phát nó vào luôn. Rất ngon nhá. Đó, nhấp xuống này trước. Đấy, khi các bác mở ra nhá, lưu ý các bác khi mở ra này. Mở ra thì nó sẽ khóa lẫy này, thì các bác nhấp xuống này cho em, sau đó sập phát là nó vào luôn. Đấy, mở ra thì bình thường. Còn khi cho xuống thì ấn cái này xuống trước này, sau đó thì mình sập lẫy vào này. Rất là ngon nhá. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 ngăn bên trên và 5 ngăn bên dưới, tổng nó sẽ có là 10 ngăn. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn.
Thì con này anh em các bác lên mã giúp cho em, đó là khay K1 nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100 mấy mình nhỉ? 160. Các bác lên cho em là khay K1 nhá. Khay K1 giá nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho con khay K1 như này. Con này thì các bác lên cho em là K1, giá sẽ là 160k đó. Rất là ngon lành các bác này. Đấy, rất ngon lành cho bác luôn. Nó sẽ có 5 ngăn bên trên, 5 ngăn bên dưới nhá. Đấy. Con này thì lên mã giúp cho em đó là khay K1, giá của nó sẽ là 160.000. Đó, 160.000. Lên cho em là khay K1 nhá, 160k này. 160.000 cho con khay K1 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã khay mới, đó là cái mẫu K2 nhá. Con này thì các bác lên cho em là mẫu K2. Đấy, mẫu K2 con này thì cũng rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì các bác sập lẫy bằng tay vào như này. Đấy. Và nó cũng có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 ngăn. 6 ngăn rất là to luôn, 6 ngăn rất là to luôn các bác nhá. Đấy. Khi các bác mở thì các bác nhấn này là nó sẽ mở ra này. Đấy, nhấn này cho em là nó sẽ mở ra. Đó thì các bác sẽ nhấn như này hoặc là nhấn lần lượt này là nó sẽ mở ra coi nhá. Đấy. Nhấn này cái lẫy này nó sẽ mở ra này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là bằng lò xo nên các bác nhấn lẫy này là nó sẽ mở ra cho em. Đấy, nó rất là tiện ích và nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 ngăn như này, 6 ngăn như này các bác nhá. Đấy. Con này thì khá là sâu luôn, cái ngăn này của nó là nó có 6 ngăn thôi nhưng rất là sâu nhá. Rất là sâu ngăn và có thêm một ngăn bên trên nữa là 7 ngăn. Đó, có sẽ có một cái ngăn nhỏ trên này. Đấy là 7 ngăn các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp, màu hồng rất là đẹp, đúng không khí ngày Tết luôn. Con này thì các bác lên cho em là khay K2 nhá. Con này thì giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, lên cho em là khay K2 này. Đó, khay K2. Giá của nó chỉ có cho các bác là 95k thôi nhá. 95.000 cho con khay K2 như này. Giá sẽ là 95k. Con này thì rất là chắc chắn, bền đẹp. Con này thì nó bằng lẫy tay như này thì các bác yên tâm, không bao giờ lo bị hỏng hóc nhá. Đấy, rất là chắc chắn cho các bác luôn. Đây, và nó sẽ có một cái nắp bên trên như này. Đấy. Thì nó sẽ có 6 ngăn tất cả, thì lên cho em là khay K2 nhá. K2 giá của nó sẽ là 95k nhá. 95.000 cho một cái khay K2 như này. Rất vừa vặn và xinh xắn cho các bác luôn. Đấy. Các bác chỉ cần nhấp như này là nó sẽ bật ra này. Đấy, nhấp này. Nhấp này cho em là nó sẽ bật ra thôi. Đó, các bác nhấp này cho em. Nhấp đẩy tay một chút nhá. Đấy, nó có cái lẫy ở đây. Nó có cái lẫy cá ở đây cho nên khi các bác nhấp thì nhấp đẩy tay một chút là nó sẽ bật ra. Đấy, nhấp đẩy tay một chút nhá. Nhấp mạnh một chút là nó sẽ bật ra thôi. Đấy, đây các bác này. Đấy. Đẩy vào này, nhấp mạnh một chút nó sẽ bật ra này. Đấy. Rất là tiện ích các bác nhá, rất tiện ích luôn. Và con này thì nó đậy kín như này thì khi các bác để thì không sợ bị ruồi, muỗi, kiến, dán rồi mất vệ sinh các bác nhá. Đấy. Khi các bác mở thì các bác nhấp đẩy tay cho em. Đấy, nhấp ở trên này hoặc là các bác nhấp trực tiếp vào đây nhá. Nhấp trực tiếp vào đây là cái lò xo này nó sẽ bật ra. Đấy, nó sẽ bật ra cho các bác nhá. Nhấp đẩy tay một chút là nó sẽ bật ra thôi các bác nhá. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác một cái hệ thống lò xo. Đấy, có lò xo ở đây. Đấy, cho nên là khi các bác dùng thì mình lưu ý giúp cho em. Đấy, có 6 ngăn bên ngoài và một ngăn bên trong là 7 ngăn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái khay, một cái khay rất là đẹp đây. Các bác lên cho em cái khay này thì các bác lên cho em là khay K3 nhá, khay K3. Đó thì hoặc là lên cho em cái khay này nó sẽ là khay sen đi. Khay sen đi cho nó dễ. Đó, tại vì là nhiều ca quá thì các bác lại không nhớ được. Cái này thì nó sẽ là khay 2 tầng hình bông sen này, rất là đẹp và có thể xoay tròn như này nhá. Đấy, thì lên cho em là khay sen vàng nhá, khay sen vàng. Đấy, nó sẽ là bằng nhựa và mạ vàng rất là đẹp như này. Thì lên cho em là khay sen vàng. Con này thì giá cũng rất hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 cho con khay sen vàng như này. Lên mã giúp cho em đó là khay sen vàng này. Khay sen vàng giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho con khay sen vàng như này. Đó, con này của nó thì bỏ trong cái hộp vào đây. Hàng khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng rời nhá. Lấy cái đẹp đi. Khi các bác nhận được hàng thì lấy cái hộp đẹp ấy. Đây. Chán quá. Nó sẽ là hàng nguyên trong hộp như này các bác này, nguyên trong hộp như này và nó sẽ rời hết nhá, rời hết các bộ phận. Đó, chứ nó không có lắp nguyên như này đâu. Và nó sẽ rời hết các bộ phận như này. Và trong hộp thì nó sẽ đầy đủ trọn bộ cho các bác và có cả giấy hướng dẫn nhá. Đấy, có cả giấy hướng dẫn đây các bác này. Đây. Đấy. Về nhà thì các bác cứ lắp đặt từng bộ phận một theo giấy hướng dẫn này cho em. Đấy, có cả mã QR các bác này. Các bác lên các bác quét cái mã QR này là nó sẽ ra có cả video hướng dẫn luôn. Hoặc các bác lên TikTok hoặc lên YouTube các bác gõ là cách lắp khay mứt sen nhá, khay mứt sen là nó sẽ ra. Đó, khay mứt sen vàng là nó sẽ ra. Và con này thì giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Đây. Đấy, các cái bộ phận này, các cái chi tiết lắp này, 1 này, đấy, 2 3 các thứ này. Đây, người ta hướng dẫn rất là chi tiết này, có cả tiếng Anh luôn nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là hàng rời như này nhá. Hàng rời trong hộp như này. Đấy, về nhà thì các bác về nhà thì các bác tự các bác lắp vào giúp cho em nhá. Lắp vào giúp cho em. Giá thì chỉ có cho các bác là 100
50.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khay sen vàng nhá, khay sen vàng, giá sẽ là 150.000. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về ngập tràn các mã hàng để lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dép đi trong nhà nhá. Các bác lên cho em là dép đi trong nhà. Cái này thì nó free size, tức là chân to chân nhỏ đều vừa hết các bác nhá. Chân to chân nhỏ đều vừa hết. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Chất liệu của nó thì bên dưới này của nó là bằng shop này, bên trên này của nó là một cái lớp nhung nỉ này, lớp nhung nỉ. Đấy. Thì dòng này các bác dùng để đi trong nhà nhá. Chân to chân nhỏ đều đi vừa hết, nó rất là tiện. Và màu thì nó cũng rất là đa dạng màu. Đây, đây em chân con đàn ông này mà đi cũng rất là ok luôn các bác nhá. Đi rất là ok luôn. Thì nói chung là cái này các bác đi nó sẽ vừa hết nhá, chân to chân nhỏ, chân lớn chân bé đều vừa hết. Nó là dòng dép đi trong nhà, nó rất là phổ thông. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một đôi dép như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là dép trong nhà nhá, dép trong nhà. Giá sẽ là 35k cho một đôi dép trong nhà này thôi. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. 35.000 trong đôi dép trong nhà như này. Thì nó cũng có một số cái màu như này, thì nói chung là nam nữ đều đi được hết nhá. Nó là dòng trong nhà, nó cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, và rất là chắc chắn, bền bỉ, bằng nhung nỉ các bác nhá. Nhung nỉ rất chắc chắn luôn. Thì các bác dùng để đi trong nhà rất là ok. 35k. Đó, 35k cho một đôi. Lên mã giúp cho em là dép đi trong nhà nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái giá đỡ điện thoại này. Đấy. Đây, các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá. Đây nó sẽ là một con giá như này. Các bác có thể nâng lên hạ xuống được này, nâng lên hạ xuống này. Đấy, và các bác cho điện thoại vào đây, kẹp cho em cái điện thoại vào đây thì mình có thể xoay này, lắc này, rồi đảo chiều. Đấy, xoay dọc, xoay ngang đều được hết nhá. Xoay dọc, xoay ngang đều được. Nó rất là tiện ích. Thì con giá đỡ điện thoại như này giá chỉ có cho các bác là con này bao nhiêu nhỉ? 30.000 nhá. Lên cho em là giá đỡ điện thoại này. Giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một con giá đỡ điện thoại như này. Rất tiện ích luôn. Các bác có thể kẹp điện thoại vào đây để mình sử dụng này. Tiếp theo thì ngay bên shop về cho các bác cái đèn cúc áo này. Các bác lên cho em là đèn cúc áo. Con này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một con đèn cúc áo như này nhá. Hàng này thì rất là tiện dụng luôn và siêu sáng nhá. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này về nhà, các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Siêu sáng luôn các bác này. Đấy, các bác có thể bật lên này. Đấy, rất sáng luôn nhá. Nó sẽ có sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy. Con này thì dòng này nó là dòng siêu sáng rồi, cho nên các bác dùng nó rất là tiện ích nhá. Siêu sáng luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo, giá sẽ là 40k cho một con đèn cúc áo như này. 40k nhá. 40.000 cho con đèn cúc áo này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ điện xanh này. Ổ điện xanh. Dây dài khoảng là trên 1 mét nhá, trên dưới 1 mét. Và có 6 ổ cắm, 3 ổ USB như này và có đèn báo nhá. Cái này có đèn báo cho các bác luôn. Thì các bác lên cho em là ổ xanh nhá. Ổ xanh. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là ổ xanh này. Giá của nó sẽ là 55k nhá. 55.000 cho một con ổ xanh như này. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã cho em là ổ xanh, giá sẽ là 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cuộn keo dán tôn nhá. Cuộn này thì bản là 10 phân và dài chừng khoảng 5 mét nhá. Đấy, thì bên ngoài của nó sẽ là cái lớp bạc chống nóng rất là tốt luôn, và bên trong của nó sẽ là cái lớp cao su non nhá. Các bác càng dùng lâu thời gian thì cái lớp cao su non này nó chảy ra, nó càng thấm vào trong các cái bề mặt càng tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là keo 10 nhá. Lên cho em là keo 10. Giá của nó sẽ là 40k cho một cuộn như này. Bản của nó là 10 sen nhá. Bản của nó là 10 sen. Cho nên bên em lên nó là keo 10 nhá. Keo dán tôn 10. Giá của nó sẽ là 40k cho một cuộn như này. 40k cho một cuộn keo dán tôn như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc diệt dán nhá. Đấy, thuốc diệt dán. Con này thì chuyên diệt dán các bạn. Đấy. Thì có lên cho em. Lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Một hộp này của nó sẽ là 12 viên. Đấy, nó sẽ là cái dạng viên như này. Dạng viên này coi nhá. Một hộp này của nó sẽ là 12 viên như này. 12 viên như này thì nó sẽ là các cái dạng viên như này, thì về nhà các bác có thể bỏ vào trong tủ quần áo này, tủ bếp này, rồi là các cái vị trí nào mà kiến dán, đặc biệt là dán nó hay trú ẩn nhá, thì các bác cho vào xem. Đấy, con này diệt dán cực kỳ tốt luôn, nó sẽ là dạng viên như này. Đấy, và một bịch này của nó, một hộp này của nó sẽ là 12 viên. Thì các bác, nó là dòng thuốc sinh học nhá, thuốc sinh học cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác cứ để ở nhà là dán nó sẽ
dị ứng với cái mùi này là nó sẽ chết luôn. Nó thuốc sinh học cực kỳ là an toàn luôn. Nó diệt cả rán mẹ, rán con này, rán tổ này, rồi trứng rán đều diệt được hết nhá. Con này thị phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Lên cho em là hộp thuốc rán hàng Made in Japan của Nhật các bác nhá. Lên cho em là hộp thuốc rán này. Hộp thuốc rán giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k trong một hộp thuốc rán như này. Giá chỉ có 50.000 trong hộp thuốc rán này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi giá thì bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Đấy, miền Bắc thì đang vào mùa đông này. Đấy, và rất là lạnh các bạn, rất là lạnh. Và cái triệu chứng bị xoang thì nó lại tái phát các bạn nhá. Đấy, thì các bác xịt cái này cho em. Đó, nó xịt ra thì nó sẽ là dạng xương như này các bạn này. Đấy, rất là tốt luôn. Bác nào bị viêm xoang, viêm mũi, đau mũi, kích ứng mũi, dị ứng mũi, đặc biệt là về mùa đông như này, thì các bác xịt cái này cho em rất là tốt luôn. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi giá của nó sẽ là 40k. Đó, các bác lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi này, đó, xịt xoang mũi giá của nó sẽ là 40k cho một tip như này nhá. 40.000 cho một tip xịt xoang mũi như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vít các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng vít như này các bác này. Đấy, ở trong này của nó thì nó sẽ có 10 đầu như này, 10 đầu như này các bác nhá. Đó, 10 đầu như này các bác này. 1 2 3 4 5 6 10 đầu vít như này. Đấy, thì các bác lên cho em là vít V10 nhá. Lên cho em là vít V10. Các bác cho vào đây mình sử dụng. Nó rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều. Đảo chiều này. Đấy. Có xoáy nhanh cho các bác luôn. Rất là tiện ích. Và một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 cái mũi vít như này nhá. 10 cái mũi vít như này. Và các bác bỏ vào đây mình sử dụng thì nó rất là tiện. To, nhỏ, lớn, bé. Rồi có cả sao, cả các kiểu như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít V10 nhá. Giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác một con vít V10 như này. Giá của nó sẽ là 100... Các bác lên cho em là vít V10 nhá. Đấy, vít V10 này. Đấy, nó bên trong nó có 10 đầu vít cho nên bên em gọi nó là V10. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130k nhá. 130.000 cho một con vít V10 như này. Các bác lên cho em là vít V10, giá sẽ là 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái Thunder A1 nhá. Giá sẽ là 160.000. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bộ sản phẩm thì hàng khi các bác nhận hàng là nguyên đai nguyên kiện như này. Nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy. Lên cho em là Thunder A1 nhá. Thunder A1. Giá sẽ là 160k. Đó, Thunder A1 này. Giá sẽ là 160k nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba chức năng luôn. Cắt tóc này, cạo râu này, rồi tỉa lông mũi nhá. Đầy đủ cho bác luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một con Thunder để cắt tóc này. Đấy. Một con Thunder được cắt tóc luôn. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là pin ở bên trong rồi. Về nhà các bác chỉ cần cắm sạc vào cho em là xong. Đấy. Thunder này. Con này vừa cắt tóc vừa chấn viêm nhá, không ăn da nhá, không ăn da cho các bác luôn. Thunder để cắt tóc này, con Thunder này thì giá của nó sẽ trọn bộ sẽ là 160.000. Thứ nhất là một con Thunder bằng đồng rất là đẹp luôn. Đấy, sẵn pin bên trong luôn. Đó. Tiếp theo là một con máy cạo râu nhá. Con này thì các bác dùng để cạo râu rất là tốt luôn con này. Đấy. Các bác dùng để mình cạo râu cho em. Đó. Buổi tối đến hoặc buổi trưa các bác ngồi xem tivi uống nước thì mình nhả nhà mình cạo cho em. Đó. Ngoài chức năng là cạo râu thì các bác có thể xoáy cái đầu cạo râu này ra. Các bác lắp cho em cái đầu của cái con tỉa lông mũi này vào. Đấy. Thì nó lại có cả chức năng tỉa lông mũi luôn. Đấy, có cái điều đầu tỉa lông mũi này nữa này. Đấy, thì bộ sản phẩm này nó sẽ là 3 trong 1 luôn nhá. 3 trong 1 luôn. Thì rất tiện ích. Cắt tóc, cạo râu và tỉa lông mũi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác đấy, các bác dùng để tỉa lông mũi này. Cái này thì các bác tỉa lông mũi nhá. Và nó có lưỡi cắt bên trong nên tỉa nó rất là an toàn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Combo cho các bác bộ 3. Đấy, 3 món luôn, bao gồm là 3 chi tiết nhá. Đấy, cạo râu này, cắt tóc này và tỉa lông mũi này. Đấy, có kèm cho các bác một cái chổi như này, chổi vệ sinh này, đựng trong một cái hộp cực kỳ xịn sò luôn. Cạo râu, cắt tóc, tỉa lông mũi combo 3 món như này, giá chỉ 160.000 thôi. Lên mã cho em là Thunder A1 nhá. Đấy, Thunder A1. Giá sẽ là 160k. Đó, Thunder A1 này. Thunder A1, giá sẽ là 160.000 cho con Thunder A1 này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái đèn thần tài nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Con này thì rất là đa di năng luôn. Các bác có thể dùng ban thờ này, ban thần tài này, rồi dùng để mình
cúng lễ giỗ chạp rất là tiện, hoặc mang ra ngoài nghĩa trang cũng rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ bật đèn lên như này và các bác gõ vào nó sẽ lên này. Đấy, gõ nó sẽ tắt, gõ sẽ lên này, và có điều chỉnh chiết áp tăng giảm lượng sáng nhá, rất là tiện ích luôn. Đó. À, mình dùng như này thì nó siêu an toàn luôn các bác nhá, chống cháy nổ rồi bảo vệ rất là tốt luôn. Đây, công tắc tắt đi này. Đấy, bật lên này. Bật lên thì các bác phải gõ này cho em nó mới lên nhá. Đấy. Các bác bật cho cái đèn đỏ nó lên, xong gõ phát này nó lên này. Em hướng dẫn lại cách sử dụng nhá. Bật cho cái này, cho cái đèn đỏ nó lên này, gõ lên này, gõ tắt này, gõ lên này, gõ tắt này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 60.000 cho một con đèn thần tài như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài, giá sẽ là 60k một chiếc nhá. Con này thì rất tiện ích rồi. Bên shop bán khá là nhiều, là phải hàng vạn con rồi thôi nhá. Đó, lên cho em là đèn thần tài nhá. Đèn thần tài. Đèn thần tài giá sẽ là 60k nhá. 60k cho một con đèn thần tài này. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết, hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy. Hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji made in Japan các bác này. Đấy, Muji made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm, và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai này các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8, đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép nhức được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống các nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật, giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m. Thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá. Thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu như này, thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này. Màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên. Và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m nhá, 1m6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bạn nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi.
các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này, đây sẽ là một cái ga nhé, một ga này đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này, vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40x60 nhá, 40x60 các bác này đấy. Và một cái gối ôm nữa, một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1 mét nhá, một gối ôm chiều dài 1 mét. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn đấy, combo cho các bác là 5 món luôn, hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này, chăn ga Nhật này, chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên shop về cho các bác một số mã hàng rất mới. Đó là mẫu giày da anh em nhá. Chất liệu của nó thì là 100% là da bò tự nhiên. Đó, và sẽ có cho các bác là mẫu giày và mẫu sục. Bên em có 2 mẫu. Cái này thì nó liên quan đến kích thước của chân, cho nên là các bác xem mình nhớ là mình đi cái kích thước nào, số size bao nhiêu thì báo chính xác giúp em, để em lên đơn cho các bác cho nó tránh nhầm lẫn nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em, và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó thì hôm nay bên shop về cho các bác cái mẫu giày đầu tiên, nó sẽ là giày sục nhá. Giày sục thì các bác lên cho em là giày sục này, thì nó sẽ có 2 mẫu là sục đặc và sục có lỗ như này. Đấy, sục đặc và sục có lỗ như này thì các bác muốn lấy đặc thì lấy, mà lấy có lỗ thì lấy nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 2 mẫu. Mẫu này đầu tiên nó sẽ là mẫu có lỗ này. Đấy, nó sẽ là dập lỗ như này nhá. Dập lỗ như này. Chất liệu thì bên em làm nó là 100% là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên và có khâu hết các bác này. Đấy, có khâu hết thế này. Cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Cỡ của nó thì sẽ là từ 38 đến 42, từ 38 đến 42, bác nào vừa chân nào thì lấy mẫu đấy cho em. Từ 38 đến 42 nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là sục lỗ này. Đấy, sục lỗ này. Tiếp theo thì con này nó sẽ là sục đặc này. Đấy. Sục thì bên shop sẽ có 2 mẫu cho các bác. 2 mẫu cho các bác, đó là sục lỗ và sục đặc, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Màu sắc kiểu dáng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Cỡ thì sẽ là từ 38 đến 42. Mẫu này thì sẽ dành cho các bác là gọi là các bác muốn nhanh. Đấy, lười lười, nó cũng gọi là giày lười cũng được, hoặc là sục cũng được. Đấy, thì em gọi là sục cho nó dễ. Thì các bác lên cho em là sục lỗ và sục đặc nhá. Đấy, giá thì sẽ là, thì các bác lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc nhá. Đấy, sục lỗ này. Đó. Sục lỗ hoặc là sục đặc nhá, nó có 2 loại. Đó, thì giá sẽ là 290.000 nhá. 290k cho một đôi. Đấy, 290.000 cho một đôi. Bác nào muốn lấy lỗ thì lấy, mà lấy đặc thì lấy. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên. Hàng cực mềm luôn, bao cho các bác test thoải mái luôn nhá. Test bật lửa đốt thoải mái cho em. Các bác cứ đốt vào giữa này, đừng đốt vào chỉ nhá. Đốt vào giữa này cho em này. Đấy, em bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Đốt test thử thoải mái. Lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc thì bên em sẽ có 2 mẫu như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 290.000 cho một đôi sục như này nhá. 290.000 cho một đôi sục như này. Tiếp theo thì bên shop sẽ có cho các bác là mẫu giày đây. Đấy, mẫu giày thì nó cũng có cho các bác là từ size 38 đến size 42. 38 đến 42. Đó, mẫu giày. Đấy, giày này thì nó sẽ là giày nam. Chất liệu là 100% là da bò nhá, 100% là da bò, và có khâu hết cho các bác luôn. Đấy, đã khâu trước hết cho các bác như này, cho nên là các bác yên tâm về mà sử dụng thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng mới tinh cho các bác luôn nhá. Đấy, mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này cho các bác sử dụng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất liệu da của nó thì các bác biết rồi. Đấy, chất liệu da của nó thì nó là bằng da bò tự nhiên. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, đốt tét thoải mái, da bò tự nhiên, siêu mềm cho các bác luôn nhá. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng đây, chất da cực kỳ là mềm. Da mới mà đã mềm như này rồi, các bác chỉ cần đi trong vòng là 1 tuần thôi là nó mềm nhũn ra luôn. Đấy, rất là chất lượng này. Đấy, đế của nó sẽ là đế cao su nhá, đi cực kỳ là mềm và êm ái này. Đấy, và có khâu hết như này luôn. Đó, và kích thước bên shop đang gửi đến các bác thì nó sẽ là từ 40, từ 38 đến 42. Đấy, từ 38 đến 42. Đây. Đấy. Và giá sẽ là 390.000 cho một đôi như này thôi. 390.000 các bác nhá. Đấy, 390.000 cho một đôi giày như này. Đôi này nếu mà các bác vào cửa hiệu mà mua thì nó sẽ bán cho các bác khoảng 600-700.000. 600-700.000 cho một đôi giày như này. Nhưng bên shop bán cho bác giá chỉ có 390.000 thôi.
đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán giúp cho em 390.000 cho một đôi giày như này. Các bác lên cho em là giày nam nhá. Đấy, lên cho em là giày da đi, giày da. Cái này thì các bác lên cho em là giày da, giá sẽ là 390.000. Lên cho em là giày da này. Đấy. Giày da nhá, giá sẽ là 390.000 cho một đôi. 390.000 cho một đôi. Kích thước của nó là từ 38 đến 42. Bác nào đi cỡ chân nào thì lấy đúng cỡ chân chuẩn cỡ cho em, để tránh cái việc là hàng gửi đến không vừa, hoàn đi hoàn về nó mất, rất là mất công các bác nhá. Và gửi đi vận chuyển đi nó hỏng hàng. Cho nên các bác lưu ý đúng kích thước giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là giày, giày da. Giá của nó sẽ là 390.000 cho một đôi giày da như này. Hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy, tuyệt đẹp cho các bác luôn. Đều có khâu vá hết như này thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng đen nhá. Thắt lưng đen. Đó, các bác lên cho em là thắt lưng đen này. Đấy, mặt của nó thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, mặt tráng gương cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Và chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên. Da bò tự nhiên. Và nó có cái màu đen rất là đẹp như này. Và lẫy của nó thì nó sẽ là lẫy trượt nhá. Lẫy trượt. Đấy. Lẫy trượt như này. Lấy con trượt như này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy vào này cho em này, đẩy vào này cho em. Đó, đây không này. Đấy, khóa của nó thì rất là ngon luôn, rất là ngon các bác nhá. Đó. Thì con này rất là đẹp các bác nhá. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền hết nhá, mặt đúc liền. Rất đẹp cho các bác luôn, mặt đúc liền như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con thắt lưng da bò như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen để tránh nhầm với các cái mẫu khác, tại vì bên shop cũng có khá là nhiều mẫu luôn. Đó. Mã này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá. Giá của nó sẽ là 160.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đen này. Thắt lưng đen, giá của nó sẽ là 160.000 một chiếc nhá. 160.000 cho một chiếc thắt lưng đen như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ về cho bác cái lô đó là thắt lưng da bò Mỹ nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đấy. Các cái kiểu mặt thì nó cũng na ná như nhau thôi. Đấy, các cái kiểu mặt thì đều là mặt đúc liền, tráng gương và nó cũng như nhau. Con này thì nó sẽ là hàng con lăn nhá. Hàng con lăn như này, đó. Và chất liệu của nó thì nó cũng là da bò tự nhiên. Và cái này của nó thì nó sẽ là da bò nguyên khối nhá. Da bò nguyên khối, còn cái kia thì nó sẽ là hàng theo kiểu là hàng may như này. Hàng may như này thì mỗi con nó sẽ có những cái kiểu dáng và cái độ đẹp khác nhau nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nguyên khối như này. Đấy. Và con này thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò. Đấy, nó sẽ có màu đen và màu nâu nhá. Màu đen và màu nâu. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Đấy, hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA nhá, made in USA. Và dạng này của nó thì nó sẽ là hàng da bò nguyên miếng nhá, da bò nguyên miếng như này. Đấy, thắt lưng da bò nguyên miếng như này. Thì con này giá của nó sẽ là 190.000. Các bác lên cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò nguyên miếng. Đó, thắt lưng da bò nguyên miếng. Giá sẽ là 190.000. Còn con này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Giá của nó sẽ là 160.000. 160.000 cho con thắt lưng đen như này. Đấy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Bên shop cũng rất là nhiều mẫu mã để gửi tới các bác nhé. Đó.